chương 6900, cực phẩm tuế nguyệt hộ 1. Lưu Vân Tiên Tử đang trùng kích Đại La Kim Tiên, Diệp Tuyền cơ luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Lưu Vân Tiên Tử chỉ là pháp tắc đại thành, chưa nắm giữ trí tôn pháp tắc, có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng phòng ngự tiên khí, hẳn là không có vấn đề lớn. Nửa khắc đồng hồ sau, mây xét sáu màu còn có kích thước mấy chục trượng, sau một đợt quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi mãng sáu màu thô to, ngoài thân bị vô số tiên lôi sáu màu quanh quẩn, từ trên cao lao xuống lôi mãng sáu màu tới gần một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi trăm trượt, một đao khí màu trắng thật lớn quét ra, chém lôi mãng sáu màu thành hai nửa, một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời, đất rung núi chuyển, khói bụi tràn ngập. Không qua bao lâu, khói bụi tan đi, Diệp Tuyền Cơ chạy tới, nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tử đứng ở bên trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, sắc mặt tái nhợt, khí tức minh mông như biển. Chúc mừng lão tổ tông tiến vào Đại La Kim Tiên, Diệp Tuyền Cơ vui mừng vô cùng, hướng Lưu Vân Tiên Tử chúc mừng. Tuyền cơ, một lần này may có người luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng phòng ngự tiên khí, bằng không ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy chống đỡ qua lôi kiếp. Lưu Vân Tiên Tử nói, đây là điều ta phải làm. Diệp Tuyền cơ khiêm tốn nói, Lưu Vân Tiên Tử gật gật đầu, nói yên tâm đi. Ta tiến vào Đại La Kim Tiên, sẽ giúp người kiếm được Thái Huyền Ngọc Chi đan loại tiên đan tiên dược này, mang tin tức ta tiến vào Đại La Kim Tiên truyền ra, vạn năm sau tổ chức Đại La lễ mừng, người tự mình đi vương ra phát thiệp mời. Vâng, lão tổ tông diệp tuyền cơ đáp ứng thanh liên thành thanh liên phong cửa một gian mật thất mở ra vương trường sinh đi ra hắn dùng năm viên long tủy đan chưa thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp thân thể tăng cường không ít cái này cũng không bất ngờ chỉ dựa vào long phượng nhướng cùng long tủy đan còn không cách nào tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp nhưng vương trường sinh cảm giác mình cách tiên thể đỉnh cấp cũng không xa nữa có một loại vật phụ trợ nữa hẳn là được rồi Vương Trường Sinh mua từ ngôn nhất nặc không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, tấn thăng tuế Nguyệt Hồ, Định Hải Châu, Trảm Thiên Phủ, Kim Lang Đao, Trấn Hải Xích, Ngộ Đạo Tháp thành cực phẩm tiên khí, cũng cho Thanh Huyền ăn một ít tài liệu luyện khí quý hiếm. Tuế Nguyệt Hồ sau khi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, có thể thúc dục một cây tiên dược sinh trưởng đến một ước 3.000 vạn năm, 130 triệu năm trước đó, Tuế Nguyệt Hồ chỉ có thể thúc tiên dược đến 5.000 vạn năm, 50 triệu năm, đây là một sự tiến bộ thật lớn. Kim Ngấu Tiên Quả, Nhật Nguyệt Tiên Quả, huyền hồn tiên đào, lôi đàm tiên quả, huyết anh ngọc hạnh quả các tiên quả này, vương gia về sau là không thiếu, có thể thúc đẩy sinh trưởng lượng lớn, lại thêm tinh hạch tinh khiết, vương gia có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ hơn. Ngộ đạo tháp sau khi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, tộc nhân ở bên trong tìm hiểu pháp tác càng thêm thoải mái, ngộ đạo tháp cũng thành nơi quan trọng vương gia bồi dưỡng tộc nhân trung tâm, cũng là một trong những nội tình của vương gia. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Hỏi, Nhất Hân, bọn Thanh Sơn, Thanh Linh, Thanh Bách thế nào rồi? Còn chưa đả thông 360 tiên khiếu sao? Thanh Linh lão tổ đã tiến vào Đại La Kim Tiên, Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Bách lão tổ đang bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, tạm thời còn chưa có tin tức, cháu phái người theo dõi, vừa có tình huống, lập tức báo cáo. Đúng rồi, lão tổ tông, Lưu Vân tiên tử đã tiến vào Đại La Kim Tiên, vạn năm sau tổ chức lễ mừng Đại La, diệp viền cơ diệp tiên tử tự mình tới đưa thiệp mời. Vương Nhất Hân nói, biết rồi, đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến đi. Ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, tặng nàng ấy một viên thái huyền ngọc chi đan. Vương Trường Sinh phân phó, lấy trình độ luyện khí bây giờ của hắn, đạt được thái huyền ngọc chi đan cũng không khó, tặng cho Lưu Vân Tiên Tử một viên thái huyền ngọc chi đan cũng không tính là gì, làm thuận nước song thuyền. Vâng, cháu rõ, Vương Nhất Hân đáp ứng. Đúng rồi, bọn Thu Lâm trở lại chưa? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Còn chưa, nhưng tất cả bọn họ đều ổn, Vương Nhất Hân báo cáo, ngươi tới thanh liên phong một chuyến đi, ta có đồ giao cho ngươi, Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông, Vương Nhất Hân đáp ứng, Vương Trường Sinh thu hồi pháp bản đưa tin, đi ra ngoài. Hắn tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, không qua bao lâu, Vương Nhất Hân và Vương Vĩnh Thiên tới. Vĩnh Thiên, ngươi sao lại tới đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Vĩnh Thiên, có chút kinh ngạc. Cháu đến xem sản nghiệp cùng địa bàn của gia tộc, thanh liên đảo tất cả đều ổn, lão tổ tông yên tâm. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Trường Sinh căn bản không lo lắng, bây giờ trọng tâm phát triển của Vương gia ở hỗn độn đại lục, đại bộ phận tinh nhuệ đều ở hỗn độn đại lục. Thanh Liên đảo bố trí một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, còn có tiên trận bậc 4, an toàn được bảo đảm. Chỗ tiên dược này ngươi cất vào kho, giao cho tiên đan sư luyện đan. Đúng rồi, gia tộc chúng ta bây giờ có bao nhiêu vị thái ất kim tiên, bao nhiêu vị tộc nhân tu luyện thành tiên thể. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu lam, đưa cho Vương Nhất Hân. Chương 6901, cực phẩm Tuế Nguyệt Hồ 2. Gia tộc chúng ta trước mắt có 221 vị thái ất kim tiên, có 45 người tu luyện thành tiên thể, tiên giáp quân vượt qua 15 vạn, chân linh quân đoàn hơn vạn, đậu binh quân đoàn cũng hơn vạn. Vẻ mặt Vương Nhất Hân đầy tự hào, đậu binh trong kho báu của vương gia vượt qua vạn viên, phần lớn là chân tiên kỳ, chế tạo một đậu binh quân đoàn, lại thêm quân đoàn con rối, quân đoàn chân linh yêu vệ quân đoàn phù binh nội tình vương gia càng ngày càng thâm hậu bình thường không thể hiện ra mà thôi cho dù là bùng nổ đại chiến vương gia bại lộ bộ phận của cải đã đủ ứng đối trừ huyết tê đan cùng huyết anh ngọc hạnh đan luyện vào tinh hạch tám màu vương gia còn có tiên phù bậc ba tiên trận bậc ba tiên tử bậc ba phụ trợ thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể càng ngày càng nhiều đây đều là công lao của lão tổ tông nếu không phải lão tổ tông bọn họ cũng không dễ dàng như vậy tu luyện thành tiên thể. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương Trường Sinh tu luyện thành tiên thể rất không dễ dàng, hắn sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, thu thập tài nguyên tu tiên, giúp tộc nhân Thái Ất Kim Tiên kỳ tu luyện thành tiên thể, tài nguyên tu tiên khác cũng tương tự. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tương đương sờ đá qua sông, sau khi qua sông xong, bọn họ sẽ dẫn dắt tộc nhân một phen. Chính bọn họ cũng phải chịu cố gắng mới được, các người đi xuống làm việc đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo các nàng lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, đi vào vạn linh đồ, xuất hiện ở dưới tảng cây đạo binh. Trên cây treo hơn trăm hạt linh đậu, trong đó có hai hạt linh đậu có 12 đạo linh văn, đây là cực phẩm linh đậu. Một mảng hào quang màu xanh sáng lên, vương sâm hiện ra. Không tồi, số lượng linh đậu nhiều rồi, bồi dưỡng ra cực phẩm linh đậu, xem ra điểm chính bồi dưỡng linh đậu trợ giúp đối với ngươi không nhỏ. Vương Trường Sinh khen, chủ nhân ủng hộ mới là trợ lực lớn nhất. Vương Sâm khiêm tốn nói, nàng muốn tài nguyên gì, Vương Trường Sinh dốc tất cả lực lượng cung cấp cho nàng, nàng có thể buông tay ra chân bồi dưỡng cây đạo binh, thất bại cũng không sợ, thật không dễ gì mới bồi dưỡng ra cực phẩm linh đậu. Việc nào ra việc đó, ta ủng hộ nhiều nữa, người không có năng lực, cũng không bồi dưỡng ra cực phẩm linh đậu. Những tài nguyên tu tiên này thưởng cho ngươi, nhận lấy đi không ngừng cố gắng vương trường sinh lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu xanh đưa cho vương sâm vương sâm cảm ơn một tiếng nhận lấy vòng tay chữ vật vương trường sinh ở vạn linh đồ tuần tra một vòng rời khỏi vạn linh đồ tới một gian phòng đá khác tứ quý đồ treo ở trên tường hắn tiến vào tứ quý đồ xuất hiện ở cửa côn điện hắn đi vào ngư lãng đang sửa sang lại sổ sách kiêu du không ở đây sao vương trường sinh hỏi nàng đi cho côn ăn rồi trước mắt có 75 con côn thái ất kim tiên kỳ, đều là sơ kỳ. Ngư lãng nói, lấy ra một quyển sổ màu lam thật dày, đưa cho vương trường sinh. Vương trường sinh vừa lật xem, vừa nghe ngư lãng báo cáo. Đưa ta đi tìm kiêu du, vương trường sinh phân phó. Ngư lãng lên tiếng, dẫn theo vương trường sinh rời khỏi côn điện, tới phụ cận một cái ao cá lớn trăm vạn mẫu. Năm vị thái ất kim tiên bọn vương kiêu du đứng bên cạnh ao cá, một con côn hình thể thật lớn tựa vào bên bờ. Vương Kiêu Du cầm trên tay một viên tinh hạch bảy màu tinh khiết, chuẩn bị đút cho côn. Dùng tinh hạch tinh khiết nuôi côn, cần nhiều vị thái ất kim tiên có mặt, phòng ngừa tham ô, còn cần ghi hình, chủ yếu là tinh hạch tinh khiết giá trị rất lớn, tiền tài động lòng người, phải dùng chế độ nghiêm khắc ước thúc tộc nhân. Trừ Vương Kiêu Du, bốn vị thái ất kim tiên khác phụ trách đút cho côn tiên dược tiên đan, việc ai người ấy làm. Lão Tổ Tông, năm người bọn Vương Kiêu Du nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng hành lễ các người đây là cho côn ăn sao, phát triển như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, chúng nó dùng tinh hạch tinh khiết, tiên đan tiên dược, lực lượng nhục thân không ngừng tăng cường, tạm thời chỉ có cái phát hiện này, còn đang trong bồi dưỡng. Vương Kiêu Du nói, bọn họ đều là dựa vào tự mình mò mẫm, không có điển tịch phương diện này, côn không phải linh ngư bình thường, mà là sinh linh bị thập phương tử mẫu tháp từ bỏ. Các ngươi vất vả rồi, gia tộc chúng ta có một mũi côn quân đoàn hay không, phải dựa vào các ngươi. Vương Trường Sinh cổ vũ, tu sĩ tham dự bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, đãi ngộ là gấp đôi tộc nhân cùng cảnh giới, bồi dưỡng ra một con côn thái ất kim tiên kỳ, tộc nhân chăm sóc sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên tu tiên làm phần thưởng. Côn đường thiết lập nhiều tiểu tổ, mỗi tiểu tổ phụ trách chiếu cố một con côn, có chuyên gia ghi lại côn phát triển biến hóa, nếu là chiếu cố không tốt, xảy ra sai lầm, thành viên phụ trách tiểu tổ đều phải bị phạt, chẳng qua trước mắt mà nói, chưa xuất hiện sai lầm gì lớn. Mỗi tiểu tổ định kỳ trao đổi tâm đắc bồi dưỡng côn, Vương Nhất Hân còn phái người thu thập biển tịch cùng tâm đắc bồi dưỡng về Kim Tu Băng Lân Ngư, thuận tiện ngư lãng cùng Vương Kiêu Du bồi dưỡng côn. Vâng, lão tổ tông, năm người bọn Vương Kiêu Du chăm miệng một lời đáp ứng. Chương 6902, đạo thuật mới. Vương Trường Sinh tận mắt thấy bọn họ nuôi côn, ở dưới ngư lãng dẫn dắt, tuần tra ao cá chỗ các côn, cũng đi xem tộc nhân bồi dưỡng Kim Tu Băng Lân Ngư, dò hỏi bọn họ Kim Tu Băng Lân Ngư sinh trưởng biến hóa. Vương Trường Sinh tự mình hỏi đến, có thể thấy được hắn coi trọng bồi dưỡng Kim Tu Băng Lân Ngư bao nhiêu, tộc nhân làm việc cũng sẽ càng thêm ra sức. Hắn rời khỏi tứ quý đồ, đi ra ngoài, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Nhất Hân, bảo đám người Thanh Phong, Tông Vân đến chỗ ở của ta một chuyến. "Vâng, lão tổ tông." Vương Nhất Hân đáp ứng. Không qua bao lâu, bọn người Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Như Ý, Tô Hồng Thường Vương Ngọc Ngọc tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh hỏi tình huống luyện chế tiên hạm. hắn mua rất nhiều tài liệu luyện chế tiên hạp, giao cho đám người Vương Thanh Phong luyện chế tiên hạm. Còn cùng Tông Vân có thể luyện chế ra địa cấp tiên hạm, bọn Như Ý còn chưa làm được, chỉ có thể luyện chế ra hoàng cấp tiên hạm, trước mắt bọn con luyện chế ra 18 chiếc tiên hạm. Vương Thanh Phong nói, bọn họ báo hỏng không ít tài liệu, trình độ luyện chế tiên hạm có điều đề cao, chênh lệch với Vương Trường Sinh quá lớn. Lão Tổ Tông, ngài luyện chế ra thiên cấp tiên hạp rồi? vương tông vân tò mò hỏi vương trường sinh gật gật đầu nói ừm ta đã thành công luyện chế ra một chiếc thiên cấp tiên hạng hắn thất bại hai lần lúc này mới thành công lấy trình độ luyện khí của hắn cũng sẽ thất bại hai lần tiên khí sư khác luyện chế thiên cấp tiên hạng xác suất thành công cũng không cao đến đâu đây cũng là chỗ quý giá của thiên cấp tiên hạng vật lấy hiếm làm quý thiên cấp tiên hạng đám người vương thanh phong ngoài sự chấn động cũng tràn đầy nét khâm phục bọn họ luyện chế thất bại tài liệu liền báo hỏng Vương Trường Sinh luyện chế thất bại có thể hoàn nguyên tài liệu luyện chế lại, không thể so sánh. Việc này đừng truyền ra ngoài, nói một chút với tình huống mấy đứa luyện chế tiên hạng, ta chỉ điểm mấy đứa một phen." Vương Trường Sinh nói, hắn luyện chế thất bại một lần, liền nghĩ lại một lần, tổng kết giáo huấn. Số lượng tiên hạm của Vương gia sắp đuổi kịp thế lực cấp bậc đạo tổ, vượt xa tiên tộc thực lực bình thường. Tiên tộc cũng có phân chia mạnh yếu, tiên tộc thực lực bình thường có một hai vị đại la kim tiên tiên tộc thực lực hùng hậu có mười mấy vị đại la kim tiên, có nhiều môn đạo thuật. Đám người vương thanh phong đáp ứng, un un mở miệng nói ra tình huống bản thân luyện chế tiên hạc, xin vương trường sinh chỉ điểm bến mê. Vương trường sinh chỉ ra vấn đề quá trình bọn họ luyện chế, giải đáp hoang mang của bọn họ. Cháu nói sao mà không thích hợp, thì ra vấn đề xuất hiện ở nơi này. Vương Tông Vân bừng tỉnh đại ngộ, một lần lạ, hai lần quen, luyện chế thêm vài lần, xác suất thành công sẽ đề cao. Vương Trường Sinh cổ vũ, Đám người Vương Thanh Phong nắm giữ thanh liên luyện khí thuật thanh huyền truyền thụ, trình độ luyện khí so với Thái Ất Kim Tiên khác cao hơn nhiều, bằng không bọn họ cũng không luyện chế ra nhiều thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cùng tiên hạm như vậy. Vương Nhất Hân đi vào, báo cáo, lão tổ tông, Huyền Linh Thiên Tôn tới đây, hắn đã tiến vào Đại La Kim Tiên, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện với lão tổ tông. Mời hứa đạo hữu tới đây đi, mấy đứa trở về đi. Vương Trường Sinh phân phó, Lưu Vân Tiên tử và Huyền Linh Thiên Tôn đều tiến vào Đại La Kim Tiên, bọn họ đổi thái Huyền Ngọc Chi Đan từ Vương Trường Sinh, nghiêm khắc mà nói, bọn họ phải nhận một phần ân tình của Vương Trường Sinh. Đám người Vương Thanh Phong đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo Huyền Linh Thiên Tôn tới đây. Hắn dùng huyết tê đan luyện vào tinh hạch tám màu, nhục thân tăng cường không ít, đáng tiếc là chưa thể tu luyện thành tiên thể. Thế này cũng chưa tính là gì, hắn ở nơi bí ẩn bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên. Càn khôn tháp hiện thế, hắn căn bản không biết, chờ hắn thu được tin tức đã bỏ lỡ. Đây cũng là một trong những tệ đoan của tán tu, huyền linh thiên tôn cũng không hối hận, trên đời không có thuốc hối hận, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Chúc mừng nha, hứa đạo hiếu, vương trường sinh chúc mừng, may có vương đạo hiếu, bằng không ta không có cách nào đả thông 360 tiên khiếu. Huyền linh thiên tôn cảm kích nói, hắn là lấy đồ vật đổi thái huyền ngọc chi đan từ vương trường sinh, chẳng qua hắn biết rõ, mình đã chiếm tiện nghi, hắn nếu trao đổi với thế lực khác không đổi được một bình huyết tê đan luyện vào tinh hạch tám màu cùng một viên thái huyền ngọc chi đan chúng ta là trao đổi hứa đạo hữu không cần khách khí đúng rồi diệp tiên tử tiến vào đại la kim tiên tổ chức lễ mừng đại la chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi qua chúc mừng như thế nào vương trường sinh đề nghị bọn họ đều đến từ huyền dương giới giao tình thâm hậu một chút đang có ý này đúng rồi vương đạo hiếu Ta dùng một môn bí pháp khai khiếu đổi với người một ít tài liệu luyện khí, như thế nào?" Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, mỉm cười, nói: "Hứa đạo hữu, chúng ta có bí pháp mở chín khiếu, người muốn tài liệu luyện khí gì?" Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Chương 6903: Mời chào khách khanh một. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, lộ vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói: Hứa đạo hiếu, thứ người muốn không phải tầm thường, chúng ta lấy ra được, nhưng chúng ta không thiếu bí pháp mở chín khiếu, không cần thêm một loại nữa. Tài liệu huyền linh thiên tôn muốn có thể tấn thăng thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo thành cực phẩm tiên khí, vương trường sinh mua từ nhất môn điện không ít, nhưng vương ra quá nhiều tiên nhân cấp cao, nhiều nữa cũng không đủ dùng. Chủ yếu là hắn chướng mắt bí pháp mở chín khiếu, vương gia đã thu thập được ba môn bí pháp mở chín khiếu, thêm một môn nữa cũng không có gì. Huyền Linh Thiên Tôn có chút kinh ngạc, Xem ra Vương gia không chỉ một môn bí pháp mở chín khiếu, hắn vì đạt được một môn bí pháp khai khiếu này, thiếu chút nữa đã chết, không ngờ Vương Trường Sinh căn bản trướng mắt. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm ngọc giản màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Đạo thuật Hải Thượng Minh Nguyệt, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, ta từ một chỗ động phủ của tu sĩ của vạn ma trùng đạt được. Theo ta được biết, có ba thế lực nắm giữ một môn đạo thuật này, Vương gia các ngươi sẽ không là ngay cả một môn đạo thuật này cũng có chứ? Huyền Linh Thiên Tôn nói, hắn biết Vương gia có đạo thuật, chẳng qua chưa nghe nói tộc nhân Vương gia cũng nắm giữ Hải Thượng Minh Nguyệt một môn đạo thuật này. Một môn đạo thuật này là thứ quý giá nhất trên người Huyền Linh Thiên Tôn, nói thật, Huyền Linh Thiên Tôn làm giao dịch với thế lực khác cũng có thể đổi được thứ mình cần. Hắn lúc trước trao đổi với Vương Trường Sinh, đổi được một bình huyết tê đan luyện vào tinh hạch tám màu cùng một viên Thái Huyền Ngọc chi đan, cảm động nhớ Nhung Vương Trường Sinh hào phóng, lúc này mới lựa chọn trao đổi với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận Ngọc Giản, thần thức đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói chúng ta chưa có một môn đạo thuật này, trao đổi như vậy, người quá thiệt thòi rồi. Trừ những tài liệu này, người còn muốn cái gì cứ mở miệng, ta toàn lực thỏa mãn. Giá trị một môn đạo thuật không thể đo lường, Vương Trường Sinh sẽ không keo kiệt như vậy. Huyền Linh Thiên Tôn lại kiếm được thứ tốt, mới có thể ưu tiên cân nhắc Vương ra. Vương Đạo Hiếu, cửu cung tiên quân tiến vào Đại La Kim Tiên rồi. Huyền Linh Thiên Tôn hỏi, chưa, Thu Lâm vẫn là thái ất kim tiên, Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế, như vậy đi, hắn nếu có thể tiến vào đại la kim tiên, giúp ta bói toán một lần, như thế nào? Huyền Linh Thiên Tôn nói, chỉ có vậy, Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, có chút khó có thể tin nói. Ừm, chẳng qua ta nói rõ trước với ngươi, một môn đạo thuật này ta sẽ không chỉ đổi cho ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không đổi cho những bên ở mặt ngoài có thủ oán với vương gia các ngươi, ví dụ như vạn thú cung. Huyền Linh Thiên Tôn nói, không thành vấn đề, Vương Trường Sinh đáp ứng, cho dù thế lực khác đạt được một môn đạo thuật này, cũng cần có vật bổn nguyên mới có thể tu luyện đạo thuật. Nhất Hân, đi phòng kho mang những tài liệu này tới. Vương Trường Sinh đưa ngọc giản màu lam cho Vương Nhất Hân, phân phó. Vương Nhất Hân lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm với Huyền Linh Thiên Tôn, trong nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh biết được Huyền Linh Thiên Tôn chưa tu luyện thành tiên thể. Chỉ có thể về sau nghĩ cách huyết tê đan ngươi cho ta dược hiệu rất không tệ, ta cảm giác cách tiên thể chỉ thiếu chút nữa. Huyền Linh Thiên Tôn nói, đồ vật phụ trợ Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đều rất quý giá, Đại La Kim Tiên muốn tu luyện thành tiên thể, độ khó lớn thêm không ít, vẫn là có hy vọng. Vương Trường Sinh nói, Nam Cung Trường Thanh ở lại Thái Ất Kim Tiên nhiều năm, chính là vì tu luyện thành tiên thể, theo Vương Trường Sinh biết, rất nhiều Đại La Kim Tiên đều không phải tiên thể. Thái Ất Tạo Hóa Hồ xuất hiện, lúc này mới làm tiên thể dưới chứng côn luân đạo tổ nhiều thêm một ít. Chuyện là do con người, sẽ có cơ hội, huyền linh thiên tôn nói, hứa đạo hiểu, người kế tiếp tính toán thế nào. Vương trường sinh hỏi, ta nếu là muốn khai tông lập phái, vương đạo Hữu cho rằng như thế nào. Huyền linh thiên tôn nói, đây là chuyện tốt nha, vương gia chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ, cho người mượn một tòa địa thành làm tổng đàn tông môn, như thế nào. Vương trường sinh thành khẩn nói sát cáp nhĩ bộ lạc sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó địa thành không tính là gì. Ta chỉ là nói một câu mà thôi, ta nhàn tản quen rồi, không muốn có nhiều ước thúc như vậy. Huyền Linh Thiên Tôn nói, hứa đạo hiếu, có hứng thú gia nhập vương gia chúng ta hay không? Thành khách khanh trưởng lão của vương gia chúng ta, tộc nhân chúng ta giúp người thu thập tài nguyên tu tiên, đại chiến mới cần ngươi ra mặt. Gia tộc chúng ta có truyền thừa bảng, có thể đắp nặn cho ngươi một khối kim thân, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ lợi dụng truyền thừa bảng giúp ngươi sống lại, như thế nào? Vương Trường Sinh phát ra lời mời, tương lai tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc, khẳng định cần thành lập một tòa thiên thành, Vương Trường Sinh từng đề cập việc này với Nam Cung Nguyệt Thước, đến lúc đó thiên thành thuộc về Vương Gia. Vương Gia bây giờ có ba vị đại la kim tiên, nhưng bọn họ không có khả năng ở lại hỗn độn đại lục mãi, cũng sẽ ra ngoài du lịch hoặc đi tầm bảo, thêm một vị đại la kim tiên tỏa chấn, tự nhiên tốt hơn chút chương 6904, mời chào khách khanh hai Huyền Linh Thiên Tôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không thành vấn đề. Dụ hoặc của truyền thừa bảng quá lớn, Huyền Linh Thiên Tôn khó có thể từ chối. Hôm nay thật sự là song nghỉ lâm môn, Vương Trường Sinh dơ chén trà, Huyền Linh Thiên Tôn cũng dơ chén trà, cũng ly với Vương Trường Sinh, hai người uống cạn nước trà trong chén. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân cũng đã trở lại, lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu vàng đưa cho Huyền Linh Thiên Tôn, Huyền Linh Thiên Tôn trực tiếp nhét vào trong lòng rất tín nhiệm Vương Trường Sinh. Nhất Hân sắp xếp cho Hứa Đạo Hữu một chỗ ở, về sau Hứa Đạo Hữu là khách khanh trưởng lão của vương gia chúng ta rồi. Vương Trường Sinh phân phó: "Vâng, lão tổ tông, Vương Nhất Hân nhận lệnh mà đi, dẫn theo Huyền Linh Thiên Tôn rời khỏi." Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, đi vào một gian mật thất, một hòn đảo cỡ nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, tiên quang lóe lên không ngừng. Đây là tiên đảo, có thể tùy ý thu nhỏ phóng to không gian so với tứ quý đồ còn lớn hơn ngoài thân vương trường sinh nở rộ hào quang màu lam bay vào trong hòn đảo cỡ nhỏ trước mắt hắn hoa lên xuất hiện ở trên không một hòn đảo xanh um tươi tốt các đỉnh núi cao vút cổ thụ che trời hồ nước chi chít như sao trên trời hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi cao chấp lóe sấm rền thỉnh thoảng có một đạo hồng liên tiên lôi thô to bổ xuống hắn bay về phía ngọn núi cao vừa lúc nhìn thấy một khối gỗ màu lam trong suốt lấp lánh từ đỉnh núi bay ra hắn đưa tay chộp một phát, khối gỗ màu lam bay về phía hắn, rơi trên tay hắn. Vật bổn nguyên, vương trường sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn đạt được hồng mông linh bảo biến dị đã một đoạn thời gian, đã thăm dò rõ công năng. Hồng mông linh bảo biến dị này quả thật có thể sản xuất vật bổn nguyên, thời gian không cố định, nếu nhanh, 30 vạn năm sinh ra một vật bổn nguyên, chậm mà nói hơn trăm vạn năm. Vương trường sinh tới phụ cận lôi trì, vương mạnh bân đang ở trong lôi trì tu luyện. Hắn hai mắt khép hờ, toàn thân bị vô số hồ quang quanh quẩn giống như một vị lôi thần lôi trì không những có thể sinh ra vật bổn nguyên cũng có thể cung cấp năng lượng cho tiên đảo đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể lôi tu có thể ở trong lôi trì tu luyện lôi trì tạm thời chỉ mở ra đối với số ít tộc nhân vương trường sinh tương lai tính chia lôi trì làm nhiều khu vực dùng để cho tộc nhân rèn luyện thân thể cũng là một trong những nội tình của gia tộc hắn ở tiên đảo tuần tra một vòng rời khỏi tiên đảo hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, nhất hân, còn chưa có tin tức của thẩm thạch sao. Thẩm thạch bán cho vương ra vật bổn nguyên, chẳng qua đã rất nhiều năm chưa lộ diện, vương trường sinh hoài nghi vật bổn nguyên của thẩm thạch đến từ càn khôn khư. Không có, rất nhiều năm rồi cũng chưa có tin tức của hắn. Vương nhất hân báo cáo, người bảo nhất đao đến thanh liên phong một chuyến, ta có lời nói với hắn. Vương trường sinh phân phó, vâng, lão tổ tông, vương nhất hân đáp ứng vương trường sinh thu hồi pháp bản đưa tin đi ra ngoài rất nhanh vương nhất đao đi tới thanh liên phong bái kiến lão tổ tông vương nhất đao cúi người hành lễ vương trường sinh lấy ra một vật bổn nguyên cùng một tấm ngọc giản đưa cho vương nhất đao đây là đạo thuật hải thượng minh nguyệt đao linh thể hơn nữa nắm giữ đao pháp tác mới có thể tu luyện một môn đạo thuật này rất thích hợp ngươi ngươi sau khi tu luyện giao ngọc giản cho nhất hân cất vào kho báu gia tộc vâng lão tổ tông Vương Nhất Đao đáp ứng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Vạn năm thời gian rất nhanh trôi qua, Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Ngọc. Mười mấy người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Hồng Thường, như ý tiến bộ khá lớn, có thể luyện chế ra địa cấp tiên hạm rồi, người khác cố gắng nhiều hơn, hy vọng các người có thể luyện chế ra thêm một ít địa cấp tiên hạm. Vương Trường Sinh cổ vũ hắn những năm qua vẫn luôn chỉ điểm hậu bối luyện khí để cao trình độ luyện khí của bọn họ bộ phận tiên khí sư chân tiên kim tiên cùng thái ất kim tiên đều được vương trường sinh chỉ điểm được lợi rất nhiều đều là lão tổ tông chỉ điểm bằng không chúng cháu cũng không thể luyện chế ra địa cấp tiên hạng tô hồng thường khiêm tốn nói vương trường sinh có thể luyện chế ra thiên cấp tiên hạng chỉ điểm bọn họ luyện chế địa cấp tiên hạng dễ dàng đúng vậy nếu không phải lão tổ tông chỉ ra sai lầm của chúng cháu chúng cháu hẳn là chỉ có thể luyện chế ra huyền cấp tiên hạng. Vương như ý phụ họa, việc nào ra việc đó, thời gian cũng tương đối rồi, các người theo ta đi Lưu Vân Thành tham gia lễ mừng đại la của Diệp Tiên Tử đi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ tới một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này tụ tập mấy ngàn tiên nhân, từ chân tiên đến thái ất kim tiên đều có. Những người này đều là tinh nhuệ vương gia, theo Vương Trường Sinh tới Lưu Vân Thành, tham gia lễ mừng đại la của Lưu Vân Tiên Tử. Vương Trường Sinh lấy ra địa cấp tiên hạm chở bọn họ rời khỏi Thanh Liên Thành, rất nhanh đã tới ngoài Lưu Vân Thành. Một đám tu sĩ từ trong tiên hạm bay ra, chương 6905, vạn năm, Diệp Tuyền cơ từ trong thành bay ra, cúi người hành lễ, nói, Vương Tiền Bối, lão tổ tông chờ đã lâu, đang trò chuyện với ba vị tiền bối. Vương Trường Sinh gật gật đầu, theo Diệp Tuyền cơ tiến vào Lưu Vân Thành, tới Lưu Vân Phong. Lưu Vân Tiên Tử, Huyền Linh Thiên Tôn, Nam Cung Trường Thanh cùng một ông lão áo bảo xanh dáng người trung đẳng ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hiếu, người cuối cùng đã đến, chúng ta vừa nhắc tới ngươi. Lưu Vân Tiên Tử mỉm cười, mời Vương Trường Sinh ngồi xuống. Vị Đạo Hiếu này là, ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên người ông lão áo bảo xanh. Vị này là Thanh Dương Tiên Quân, Thẩm Đạo Hiếu, vị này chính là Vương Đạo Hiếu. Lưu Vân Tiên Tử mở miệng giới thiệu, nghe đại danh Vương Đạo Hiếu đã lâu, lão phu cuối cùng được gặp người thật. Thanh Dương tiên quân khách khí nói, thẩm đạo hữu quá khen rồi, tại hạ nào có đại danh gì? Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, đúng rồi, Vương Đạo Hữu Diệu Đức Đại Sư cũng đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Lưu Vân Tiên Tử nhớ tới cái gì, nói, vạn Phật môn nội tình so với Diệp ra mạnh hơn nhiều, Diệu Đức Đại Sư tiến vào Đại La Kim Tiên, Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chưa đến sao, Vương Trường Sinh hỏi, vừa dứt lời, một đợt phạm âm từ phía chân trời truyền đến. Người vạn Phật môn tới, tuyển cơ, mau đi mời bọn họ tiến vào. Lưu Vân Tiên Tử phân phó, Diệp tuyển cơ lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Diệp tuyển cơ dẫn theo Diệu Đức Đại Sư tới. Lưu Vân Tiên Tử mời Diệu Đức Đại Sư ngồi xuống, nhiệt tình nói chúc mừng nha. Diệu Đức Đại Sư, cùng vui, Diệp Tiên Tử. Diệu Đức Đại Sư mỉm cười, hắn xông vào càn khôn tháp, đánh bại hạng thứ 11, đạt được cơ hội sống lại cùng một loại tài liệu, sau đó bế quan trùng kích đại la kim tiên, thành công đả thông 360 tiên khiếu. Sáu vị đại la kim tiên bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu tới sông vào càn khôn tháp. Thanh dương tiên quân tò mò hỏi, vương đạo hiếu, nghe nói người ở lại càn khôn tháp hơn một canh giờ, mạo muội hỏi một câu, người khiêu chiến hạng mấy. Sao đánh lâu như vậy? Hạng 10, thực lực của hắn quá mạnh rồi, tiên thể đỉnh cấp, ta chỉ có thể sử dụng bảo vật bám trụ hắn, nghĩ cách tìm cơ hội nhưng vẫn đánh không lại. Biết sớm như vậy, ta đã khiêu chiến một thiên kiêu xếp hạng thấp hơn. Vương Trường Sinh dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, tiên nhân có thể tu luyện đến đại la kim tiên, không mấy ai tự cảm thấy kém người ta một bậc, đối với thực lực của mình đều rất tự tin, xông vào càn khôn tháp, đánh bại 10 vị đại la kim tiên bên ngoài làm bọn họ đề cao tự tin, lựa chọn khiêu chiến thiên kiêu chí tôn xếp hạng cao, đại đa số đại la kim tiên đều là như thế, Ngự Lôi Tiên Quân, Hạo Dương Tiên Tôn Vạn thú tiên quân chính là ví dụ. Bộ lý do thoái thác này của Vương Trường Sinh thật ra cũng hợp lý, dù sao hắn thành danh nhiều năm, khiêu chiến hạng 10 cũng rất bình thường, chẳng qua đám người Lưu Vân Tiên Tử cũng không biết Vương Trường Sinh đánh bại hạng 10, còn bất phân thắng bại với hạng nhất. Hạng 10, Vương đạo hữu có thể bám trụ người này hơn một canh giờ, đã rất lợi hại rồi. Nam cung Trường Thanh tán dương, đúng vậy, đại la kim tiên khác khiêu chiến thiên kiêu xếp hạng cao, không kéo dài được lâu như vậy. Lưu Vân Tiên Tử phụ họa nói, Vương Trường sinh tiến vào Đại La Kim Tiên còn chưa đến 300 vạn năm, có phần thực lực này rất không tệ rồi. Nếu là bọn họ biết Vương Trường sinh nắm giữ hai môn trí tôn pháp tắc, nhiều môn đạo thuật hơn nữa mở mười khiếu, sẽ không nói như vậy. Ai nói không phải, mỗi cảnh giới thiên kiêu trí tôn chỉ có 50 người, tiên nhân có thể lưu lại pho tượng, thực lực đều rất mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, trải qua một lần vượt ải này, ngày sau tiên nhân lại xông vào càn khôn tháp, độ khó sẽ đề cao rất nhiều. Thanh Dương Tiên Quân cảm thán nói, cái này không quan hệ với chúng ta, càn khôn tháp một lần sau hiện thế, còn không biết ở nơi nào, cho dù chúng ta đụng tới càn khôn tháp hiện thế, muốn đánh bại một vị thiên kiêu cũng không dễ dàng. Diệu Đức Đại Sư nói, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên còn chưa tới 10 vạn năm, thực lực so với các thiên kiêu trí tôn kia có tranh lệch nhất định. Đúng vậy, chẳng qua ngày rộng tháng dài, càn khôn tháp còn có thể hiện thế, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp được. Lưu Vân Tiên Tử lộ vẻ mặt khát khao nàng đánh bại một vị thiên kiêu đạt được một lần cơ hội sống lại tầm bảo thám hiểm to gan hơn không ít không thể đánh bại thiên kiêu trí tôn cũng không có việc gì có thể mua tài nguyên tu tiên từ nhất ngôn điện cũng không tệ đáng tiếc lão phu bỏ lỡ vẻ mặt thanh dương tiên quân đầy tiếc nuối ai nói không phải chứ nếu có thể mua một món cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo vậy thì tốt rồi huyền linh thiên tôn nói nhất ngôn điện có cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo bán ra chẳng qua giá cả quá đắt hơn nữa số lượng có hạn, nghe nói trước kia còn có ngộ đạo quả bán, chẳng qua bán hết rồi. Nam Cung Trường Thanh nói, nói đi cũng phải nói lại, tài nguyên tu tiên càn khôn tháp cùng nhất ngôn điện lấy ra kiếm được từ nơi nào. Tự mình sản xuất, hay là tồn kho có hạn, Thanh Dương Tiên Quân tò mò nói, chương 6906, song hỷ lâm môn. Tiên nhân đều biết ba món đạo khí tồn tại, chỉ có bộ phận nhỏ tiên nhân mới có thể đụng tới ba món đạo khí hiện thế, đối với tài nguyên tu tiên cản khôn tháp cùng nhất ngôn điện lấy ra rất nhiều người đều tò mò về nguồn gốc nghe nói ba món đạo khí sẽ thu thập những tài nguyên tu tiên này thậm chí sẽ xuất hiện ở chiến trường cổ chẳng qua muốn đạt được thứ tốt cũng không dễ dàng nhất ngôn điện trào giá không thấp tiền nào của nấy mà nam cung trường thanh nói nói chuyện phiếm hơn nửa ngày đám người vương trường sinh rời khỏi lưu vân phong quay về chỗ ở của mình nghỉ ngơi bảy ngày sau lễ mừng đại la chính thức tổ chức lưu vân tiên tử ngồi ở trên chủ tọa đại la kim tiên bọn vương trường sinh ngồi ở hai bên trong đó vương trường sinh cùng nam cung trường thanh giáp với lưu vân tiên tử thể hiện thân cận các vị khách lục tục tặng quà nam cung tiên tộc tặng năm viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên một viên thái huyền ngọc chi đan một bình huyết anh ngọc hạnh đan luyện vào tinh hạch tám màu cùng hai món thượng phẩm tiên khí vương gia tặng một viên thái huyền ngọc chi đan một bộ thượng phẩm tiên khí hai mũi thượng phẩm diệt tiên tiến cùng 10 cây tiên dược .000 .000 năm ngàn vạn năm dưới sự so sánh, quà của thế lực khác liền so ra kém. Khách khứa tặng quà xong, Lưu Vân Tiên Tử dơ chén rượu, nói, đa tả các vị chạy tới chúc mừng cho ta, ta kính mọi người một chén. Nói xong lời này, nàng uống cạn tiên tử trong chén. Đám người vương trường sinh bưng lên chén rượu đáp lễ, các tiên nhân nâng chén với nhau, nói nói cười cười. Hơn hai canh giờ sau, tiệc tan, khách khứa bọn vương trường sinh lục tục rời khỏi. Vương trường sinh vừa trở lại thanh liên thành, Vương Nhất Hân đã tới báo cáo, "Lão tổ tông, Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Bách lão tổ ở Thái Hạo thành trùng kích Đại La Kim Tiên, đang độ kiếp." Hơn vạn năm trước Vương Thanh Linh tiến vào Đại La Kim Tiên, bây giờ Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách ở cùng ngày đưa tới lôi kiếp, điều này cũng là hiếm thấy. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, lập tức chạy tới Thái Hạo thành. Tu sĩ Thái Hạo thành phần lớn bị di chuyển đi rồi, chỉ để lại bộ phận nhỏ tộc nhân hộ pháp cho Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách hai đám mây xét sáu màu lơ lửng ở trên không thái hạo thành, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thật lớn bổ xuống. Bọn họ không nắm giữ trí tôn pháp tắc, chỉ đưa tới tiên lôi sáu màu. Có cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng từ tiêu hóa lôi phù, bọn họ vượt qua lôi tiếp không phải vấn đề gì lớn. Hạ Hầu Giao, Bạch Linh Nhi, Vương Bản Yên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn hai đám mây xét sáu màu nơi xa. Không đến nửa khắc đồng hồ, một đám mây xét sáu màu chỉ còn lại có kích thước mấy chục trượng, sau một đợt quay cuồng dâng trào hóa thành một con kỳ lân sáu màu quanh thân lôi quang quanh quần từ trên cao lao xuống đánh về phía dưới một đạo kiếm quang to lớn phóng lên trời chém kỳ lân sáu màu thành hai nửa một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời đất rung núi chuyển khói bụi cuồn cuộn lôi quang tan đi hiện ra bóng người vương thanh bách vương thanh bách đứng ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen trên người mặc cực phẩm hỗn độn giáp trụ hắn tản mát ra một luồng linh áp dọa người quanh thân tiên quang bao phủ. Vương Trường Sinh chạy tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không tồi, gia tộc chúng ta có tiên đan sư bậc bốn rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương gia thu thập một ít tiên đan phương bậc bốn, Vương Thanh Bách tiến vào Đại La Kim Tiên, có thể luyện chế tiên đan bậc bốn. Vương Trường Sinh không cần lấy đồ đổ vật đổi tiên đan bậc bốn nữa. Hạ Hầu Giao cũng chạy tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng, chúc mừng phu quân tiến vào Đại La Kim Tiên. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Nơi xa một mảng lôi quang sáu màu phóng lên trời, mặt đất nhoáng lên một cái, khói bụi đầy trời. Một lát sau, lôi quang tan đi, Vương Thanh Sơn từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Trên người Vương Thanh Sơn tản mát ra linh áp kinh người, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không có gì quá đáng ngại. Hắn cũng đã thành công vượt qua lôi kiếp, tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương gia có cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng từ tiêu hóa lôi phù, tộc nhân Thái Ất Kim Tiên kỳ chỉ cần đả thông 360 tiên khiếu vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Thanh Sơn cũng tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, ha ha, tốt, xong hỉ lâm môn. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng, vẻ mặt kích động. May có cửu thúc cửu thẩm, bằng không cháu đậu kiếp không nhẹ nhàng như vậy. Vương Thanh Sơn cảm kích nói, người một nhà, nên thế mà. Như vậy, gia tộc chúng ta đã có 5 vị Đại La Kim Tiên, một khách khanh trưởng lão Đại La Kim Tiên kỳ. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, Vương Nhất Hân tới, báo cáo, lão Tổ Tông, diệu đức đại sư tới đây nói là tìm ngài có chút việc hắn đang ở thanh liên phong diệu đức đại sư là bạn lâu năm của vương trường sinh vương nhất hân trực tiếp đưa hắn tới thanh liên phong chờ đợi ta biết rồi ta bây giờ trở về mấy đứa đi về điều dưỡng trước củng cố tu vi truyền ra tin tức bọn họ tiến vào đại la kim tiên vương trường sinh phân phó vâng lão tổ tông vương nhất hân đáp ứng nhận lệnh mà đi vương trường sinh quay về thanh liên thành ở thanh liên phong gặp được diệu đức đại sư chương 6907, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ 1. Hàn Huyên vài câu, Diệu Đức Đại Sư nói tới việc chính, Vương Đạo Hiếu, ta muốn mời người hỗ trợ tấn thăng cây thiền trượng này thành thực phẩm tiên khí, tài liệu ta đều chuẩn bị xong rồi. Hắn lấy ra một cây thiền trượng Phật Quang lưu chuyển không ngừng cùng một cái vòng tay chữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thanh Nhi Sư Thái mua tài nguyên tu tiên từ nhất ngôn điện, Diệu Đức Đại Sư tiến vào Đại La Kim Tiên, lúc này mới có thể dùng những tài liệu này. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay chữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, gật gật đầu, nói, việc nhỏ. Vậy thì đa tạ rồi, Vương Đạo Hiếu, đây là thù lao, người có thể dùng tới. Diệu Đức Đại Sư lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản màu vàng, thần thức đảo qua, kinh ngạc nói, thập phương huyết niết trận. Huyết niết thần tinh, trong kho báu của Vương gia không có huyết niết thần tinh, hắn từng đề cập với ngôn nhất nặc, Nguồn nhất nặc nói không có, bằng không vương trường sinh đã mua. Trận này là tiên trận bậc 4, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, ta từ càn khôn khư đạt được. Người đã tu luyện thành tiên thể, chỉ cần tìm được huyết niết thần tinh, liền có thể mời tiên trận sư bậc 4 hỗ trợ bày trận, phụ trợ người tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Diệu Đức Đại Sư nói, vương trường sinh gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm với Diệu Đức Đại Sư. Tán gấu tới sông vào càn khôn tháp, Diệu Đức Đại Sư nói các thiên kiêu trí tôn kia thực lực quả thật rất mạnh, ta có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn vượt ải, cũng chỉ là đánh bại hạng 11, đại la kim tiên hạng 10 khẳng định càng mạnh hơn, vương đạo hữu có thể chiến đấu hơn một canh giờ, rất lợi hại. Từ Diệu Đức Đại Sư hình dung tình huống đối thủ kia, vương trường sinh nhất thời đã hiểu, vương thanh sơn đánh bại hạng 10, hạng 10 xếp đến hạng 11, sau đó Diệu Đức Đại Sư khiêu chiến hạng 11, người này đứng hạng 12, cái này không thể nghi ngờ là tăng thêm độ khó. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Diệu Đức Đại Sư Cáo từ, Vương Trường Sinh Tấn Thăng Thiền Trượng thành cực phẩm tiên khí, sẽ phái người đưa đến vạn Phật Thành. Diệu Đức Đại Sư tính ba vạn năm sau tổ chức lễ mừng Đại La, mời Vương Trường Sinh tham gia, Vương Trường Sinh cũng đáp ứng. Tiến bước Diệu Đức Đại Sư, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, thanh liên tạo hóa đỉnh ngay trong phòng. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí cùng thiền trượng, bắt đầu luyện khí. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách tiến vào Đại La Kim Tiên, có thể lợi dụng thanh liên túy mở khiếu thứ 10, mở 10 khiếu, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Sát cáp nhĩ thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vũ đang nói cái gì với một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân. Cuối cùng đã có thêm một vị đại la kim tiên, sai, ngươi là vị đại la kim tiên thứ ba của sát cáp nhĩ bộ lạc chúng ta. Vũ nói, bước đâu, còn chưa có tin tức sao? Sai nghi hoặc nói, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, khẳng định là bị giết rồi, rất có khả năng là thái hạo tiên quân động thủ thanh âm vũ trầm trọng, thái hạo tiên quân, hắn có thực lực mạnh như vậy. Sai kinh ngạc nói, khúc bay vào, nói, vũ đại nhân, thanh liên kiếm tôn cùng vạn mục tiên tôn tiến vào đại la kim tiên rồi. Cái gì, vương gia có thêm hai vị đại la kim tiên, vũ kinh ngạc nói, nó nhớ tới cái gì, phân phó, phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng, ta cần đi thiên cắt bộ lạc một chuyến, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, rất khó ngăn cản bọn họ. Thực lực của vương gia vốn đã rất mạnh, bây giờ lại thêm hai vị đại la kim tiên, càng khó đối phó hơn. Sát các nhĩ bộ lạc có 3 vị đại la kim tiên, căn bản không ngăn được vương thị tiên tộc cùng nam cung tiên tộc. Nói thật, trong nhiều bộ lạc hỗn độn thú như vậy, một bộ lạc đối kháng hai tiên tộc cũng là rất ít gặp, áp lực của sát các nhĩ bộ lạc rất lớn. Vâng, Vũ Đại Nhân, khúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thời gian thấm thoát, 30 vạn năm trôi qua, thanh liên thành, thanh liên phong. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Quý Diệp cùng Vương Ngọc Diễm đứng ở một bên khí tức vương trường sinh so với trước kia mạnh hơn không ít, đã tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ hơn 200 vạn năm, nếu không phải uống thất tinh túy, vạn linh những cùng tiên đan bậc bốn khác tinh tiến tiên nguyên lực, hắn không tiến vào Trung Kỳ nhanh như vậy. Các người muốn luyện chế ra địa cấp tiên hạp, còn cần cố gắng nhiều hơn. Nhớ kỹ mấy yếu điểm đó ta nói, đừng tái phạm sai lầm tương tự. Vương Trường Sinh nói, hắn tấn thăng thiền trượng thành cực phẩm tiên khí, phái tộc nhân đưa đến vạn Phật Thành, tự tay giao cho Diệu Đức Đại Sư, Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hắn cố ý rút ra thời gian, dạy tiên khí sư trong tộc, chỉ điểm bọn họ luyện khí. Có Tuế Nguyệt Hồ, Vương Thanh Bách buông tay ra chân luyện chế tiên đan bậc bốn tinh tiến tiên nguyên lực, giao cho Vương Trường Sinh dùng, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh cũng có phần. Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Như Ý các tiên khí sư có thể luyện chế ra đậu binh thái ất kim tiên kỳ, xác suất thành công tương đối cao. Đám người Vương Quý Diệp, Vương Ngọc Diễm cùng Tô Hồng thường cũng có thể luyện chế ra, xác suất thành công không cao. Chương 6908, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ 2. Vâng, lão tổ tông, chúng cháu nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra địa cấp tiên hạm. Vương Quý Diệp và Vương Ngọc Diễm chăm miệng một lời đáp ứng. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Quý Diệp cùng Vương Ngọc Diễm rời khỏi. Bọn nó còn chưa luyện chế ra địa cấp tiên hạm sao? tiếng của Uông Như Yên vang lên, vừa dứt lời, Uông Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Còn chưa, phu nhân, có việc gì vui? Vương Trường Sinh tò mò nói, Uông Như Yên giơ tay phải, một cái đàn cổ màu xanh bay ra, trên thân đàn có khắc một đóa hoa sen màu xanh, chính là thanh liên cầm. Một đợt tiên âm vang lên, thanh liên cầm sáng lên một đạo hào quang màu xanh lóa mắt, một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu hiện ra. Tiên thiên khí linh, vương trường sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan sen. Thanh Huyền từng nói, Thanh Liên cầm sắp thai ngén ra tiên thiên khí linh, cụ thể khi nào thai ngén ra tiên thiên khí linh, hắn cũng không biết, không ngờ bây giờ Thanh Liên cầm đã thai ngén ra tiên thiên khí linh. Ta đặt cho nàng ấy một cái tên, là Ngọc Cầm. Uông Như Yên mỉm cười nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, hy vọng nàng ấy có thể đi xa hơn đi. Cùng là cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, cực phẩm tiên khí có được tiên thiên khí linh uy lực càng mạnh hơn. Ngọc Cầm, người trở về đi, Uông Như Yên phân phó vâng chủ nhân ngọc cầm đáp ứng quay về thanh liên cầm uông như yên thu hồi thanh liên cầm cười nói đúng rồi bọn thanh sơn thanh bách xuất quan chưa nàng vẫn luôn bế quan tu luyện nếu không phải thanh liên cầm sinh ra khí linh nàng sẽ không xuất quan thanh sơn thanh bách thanh linh đều đã tiến vào đại la kim tiên phu nhân xuất quan vừa lúc chúng ta có thể đi tìm nam cung tiên tộc nói chuyện sự kiện đó rồi vương trường sinh nói hắn tính khởi xướng chiến sự đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc theo số lượng tiên nhân của vương gia tăng lên, lại thêm vương trường sinh mua từ ngôn nhất nặc một lô tài nguyên tu tiên, còn cần bồi dưỡng côn, nhu cầu tinh hạch hỗn độn thú rất lớn, không còn bao nhiêu chữ hàng, đặc biệt tinh hạch hỗn độn thú cấp cao. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn có thể tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc, thành lập một tòa thiên thành, đồng thời cũng có thể đạt được một khoản tài nguyên tu tiên, còn có thể luyện binh. Rất nhiều tộc nhân đều khát vọng đại chiến, đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long cũng khát vọng đại chiến, không có đại chiến, không có cách nào kiến công lập nghiệp, một mực khổ tu cũng khó tiến cấp. Lấy thực lực bây giờ của vương gia, lại thêm nam cung tiên tộc, tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc không phải vấn đề, khó giải quyết là bộ lạc khác. Bọn họ thật sự muốn tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc, bộ lạc khác sẽ không đứng nhìn. Tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc, uông như yên hỏi, vương trường sinh gật gật đầu, chúng ta đi thiên phượng thành tìm nam cung đạo hữu nói đi. Bọn họ truyền tống rời khỏi thanh liên thành, tới Thiên Phượng Thành, rất thuận lợi gặp được Nam Cung Nguyệt Thước. Hàn Huyên vài câu, Vương Trường Sinh nói tới việc chính, Nam Cung Đạo Hiếu, chúng ta tính ra tay đối với sát các nhĩ bộ lạc, ý tứ các ngươi thế nào. Chúng ta cũng có dự tính này, chẳng qua có phải muộn một chút hay không. Tiếp tục phát triển một đoạn thời gian, Nam Cung Nguyệt Thước nói, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc không có vấn đề gì, chúng ta đang phát triển, hỗn độn thú cũng đang phát triển, chúng nó có thể xuất hiện hỗn độn thú biến dị bốn lần hay không. Tiêu của ba nhĩ hổ bộ lạc chính là một ví dụ. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Nam Cung Nguyệt Thước trầm ngâm một lát, nói, nghi của sát cáp nhĩ bộ lạc chính là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Vương Đạo Hiếu Tiến vào Trung Kỳ, lại thêm Lão Tổ Tông mà nói, hẳn là có thể thử một lần. Ta thông báo Lão Tổ Tông đi, hắn so với Vương Trường Sinh Tiến vào Đại La Kim Tiên sớm hơn, trước mắt vẫn là Sơ Kỳ, Nam Cung Tiên Tộc trước mắt chưa có tiên đan sư bậc 4, đều là lấy tài nguyên để đổi. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, hư không nổi lên dao động, một cái lỗ thủng hiện ra, Nam cung Đức Trí từ trong lỗ thủng bay ra. "Vương đạo hữu tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ rồi a?" À. Nam cung Đức Trí kinh ngạc nói, xem ra bên ngoài đồn đãi là thật, Vương Trường Sinh đạt được truyền thừa của Đại La Kim Tiên, khó trách nhanh như vậy tiến vào Thái Ất Kim Tiên ta ở nhất ngôn điện mua một ít tài nguyên tu tiên, các người hẳn là cũng mua rồi chứ. Vương Trường Sinh nói, Nam Cung Đức Trí gật gật đầu, nói chúng ta liên thủ đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, Vương Đạo hữu tính phát động chiến sự như thế nào? Chính diện đại chiến, hay là đánh lén? Chúng ta trực tiếp đánh vào sát cáp nhĩ thành, bốn bộ lạc dưới trướng sát cáp nhĩ bộ lạc cũng không thể buông tha, phái người tập kích bất ngờ, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, tốc chiến tốc thắng, không cho bộ lạc khác cơ hội chi viện, như vậy có thể giảm bớt tổn thất của chúng ta. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, nếu chính diện đại chiến, tiểu bối sung phong ở phía trước, đại la kim tiên ở phía sau xem cuộc chiến, tổn thất lớn không nói, còn có thể cho sát cáp nhĩ bộ là cơ hội cầu viện. chương 6909, tìm hiểu tình báo 1. Nam Cung Đức Chí nắm giữ không gian pháp tắc, hắn ra tay mà nói, đám người vương trường sinh giết vào sát cáp nhĩ bộ lạc thoải mái hơn chút. Mi dù sao cũng là đại la kim tiên hậu kỳ, còn nắm giữ thời gian pháp tắc, Vương Trường Sinh không dám sợ ý. Đã muốn đánh, vậy không cần lưu thủ, chúng ta xuất động 4 vị đại la kim tiên, các người cũng xuất động 4 đại la kim tiên, sáu đại la kim tiên đối phó mi cùng vũ, hai đại la kim tiên đánh hạ hoa khoát đài bộ lạc, như thế nào? Uông Như Yên nói, phát huy sở trường né tránh sở đoàn, đại la kim tiên bọn họ rõ ràng nhiều hơn sát cáp nhĩ bộ lạc, vậy tập trung ưu thế binh lực giải quyết đại la kim tiên của sát cáp nhĩ bộ lạc, như vậy ổn thỏa nhất không thành vấn đề, chẳng qua hai vị đại la kim tiên có thể đánh hạ hoa khoát đài bộ lạc. Có phải quá khinh địch rồi hay không? Không bằng chúng ta tiêu diệt hoa khoát đài bộ lạc trước, lại đi tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc, như vậy càng ổn thỏa hơn. Nam Cung Đức Chí nói, hoa khoát đài bộ lạc có một vị đại la kim tiên, là bộ lạc thực lực mạnh nhất dưới chướng sát các nhĩ bộ lạc. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, như vậy tốt là tốt, ta lo lắng đả thảo kinh xa, mục tiêu trọng điểm của chúng ta nên là sát các nhĩ bộ lạc, không thể bởi việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Như vậy đi, tám vị đại la kim tiên giết vào sát cáp nhĩ thành, diệt sát cáp nhĩ bộ lạc trước, lại diệt oa khoát đài bộ lạc. Vô luận là thực lực tổng thể hay nội tình, sát cáp nhĩ bộ lạc đều mạnh hơn hoa khoát đài bộ lạc. Phương Trường Sinh ngay từ đầu là muốn tiêu diệt hết đại la kim tiên của hai bộ lạc, nếu nhất định phải lựa chọn một cái, hắn sẽ chọn sát cáp nhĩ bộ lạc. Sát cáp nhĩ bộ lạc uy hiếp đối với chúng ta lớn hơn, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc, bộ lạc khác cũng liền không ngăn được chúng ta. Chúng ta muốn ở tổ địa sát cáp nhĩ bộ lạc thành lập một tòa thiên thành, Nam Cung đạo hữu cảm thấy như thế nào? Uông Như Yên nói, Vương Gia và Nam Cung tiên tộc đều là tiên tộc, hai nhà là thông gia, vẫn phải nói ra cho rõ ràng, đỡ cho sau khi đánh hạ sát cáp nhĩ bộ lạc cái cọ tranh chấp vì chia tài vật. Không thành vấn đề, chẳng qua đồ trong kho báu của sát cáp nhĩ bộ lạc, chúng ta lấy bảy thành, ưu tiên chọn lựa ba món đồ. Nam Cung Đức Chí nói, được điều kiện tiên quyết là nam cung đạo hữu giết nghi vương trường sinh đáp ứng đây là tự nhiên ai giết nghi người đó cầm phần nhiều xem ai bỏ sức nhiều ta biết các ngươi che giấu thực lực một lần này ra tay đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc không cần thiết ẩn giấu nữa sát cáp nhĩ bộ lạc cùng thiên cát bộ lạc đi lại rất gần còn là thân gia nếu là kéo dài quá lâu viện binh thiên cát bộ lạc chạy tới chúng ta liền phiền toái nam cung đức Chí nói đây là điều tất nhiên chẳng qua ở trước khi đại chiến chúng ta thu thập trước một ít tình báo sát cáp nhĩ bộ lạc không có khả năng không có phòng bị vương trường sinh đề nghị theo lý mà nói vương gia và nam cung tiên tộc ở mặt ngoài thực lực vượt xa sát cáp nhĩ bộ lạc bức không rõ tung tích vương trường sinh chưa nói mình giết bức sát cáp nhĩ bộ lạc không có khả năng không nổi lòng nghi ngờ hẳn là sẽ tăng mạnh đề phòng đổi vị trí tự hỏi vương trường sinh nếu là cao tầng sát cáp nhĩ bộ lạc hàng xóm càng ngày càng mạnh hắn cũng sẽ làm ra chuẩn bị khác chỉ dựa vào tăng mạnh đề phòng không đủ biện pháp tốt nhất chính là có một con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ biến dị bốn lần. Thu thập tình báo của sát cáp nhĩ bộ lạc, vương đạo hiểu, thám tử các người xếp vào ở sát cáp nhĩ bộ lạc có thể tiếp xúc đến cơ mật trung tâm. Nam cung nước trí tò mò hỏi, không có, chẳng qua muốn thử một lần, cái này cần Nam cung đạo hiểu phối hợp. Vương trường sinh nói, chúng ta phối hợp như thế nào? Nam cung nước chí nghi hoặc nói, Nam cung đạo hiểu, nhiều năm trôi qua như vậy, gia tộc các ngươi hẳn xuất hiện đại la kim tiên mới rồi chứ. Phát ra tin tức, cứ nói bọn họ tiến vào đại la kim tiên, tính tổ chức lễ mừng đại la. Vương Trường Sinh nói, hắn đã tấn thăng kim lăng kính thành cực phẩm tiên khí, năng lực nghe trộm càng mạnh hơn. Cái này không thành vấn đề, chỉ như vậy là được rồi. Nam Cung Đức Trí có chút khó hiểu hỏi, ừm, chuyện còn lại liền xem sát cáp nhĩ bộ lạc ứng đối như thế nào. Vương Trường Sinh nói, bọn họ thảo luận chi tiết một lần chiến thuật, cùng với các loại ứng đối. Hơn hai canh giờ sau, bốn người bọn họ đàm phán xong, nhất trí quyết định tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt sát các nhĩ bộ lạc trước, sau đó lại diệt hoa khoát đài bộ lạc, sau đó phái người thông báo vạn bảo thành, vạn phật thành các thế lực, thuận tiện ứng đối chiến sự mở rộng. Sát các nhĩ bộ lạc bị diệt, ảnh hưởng cực lớn, hồn tà vương bộ lạc không có khả năng mặc kệ, bọn họ có thể phải lọt vào bộ lạc hỗn độn thú khác công kích. Có vạn bảo thành, vạn phật thành các thế lực giúp đỡ, áp lực tương đối nhỏ hơn một chút. Bọn họ căn cứ động hướng của chiến sự làm nhiều giả thiết, hơn nữa làm nhiều bộ phương án ứng đối. Sau khi đàm phán xong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Thiên Phượng Thành, quay về Thanh Liên Thành. Trường 6910, tìm hiểu tình báo 2. Vương Đạo Hữu thế mà nhanh như vậy tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, đi ở trước ta. Nam Cung Nguyệt Thước cảm thán nói, vạn mục tiên quân là tiên đan sư, hắn có thể luyện chế tiên đan bậc 4, tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng rất bình thường, trung kỳ đến hậu kỳ mới khó giải quyết. Nếu đụng tới bình cảnh, ngắn thì mấy trăm vạn năm, dài thì mấy ngàn vạn năm. Nam Cung Đức Chí nói, Nam Cung Nguyệt Thước lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, vân diễm tiến vào đại la kim tiên, ha ha, gia tộc chúng ta cũng có tiên đan sư bậc bốn rồi, về sau không cần phát sầu vì tiên đan bậc bốn nữa. Nam Cung Vân Diễm mấy trăm vạn năm trước đã là thái ất kim tiên hậu kỳ, kẹt ở bình cảnh nhiều năm, mấy chục vạn năm trước hóa giải bình cảnh, bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, thành công đả thông 360 tiên khiếu, tiến vào Đại La Kim Tiên. Phát ra tin tức Vân Diễm tiến vào Đại La Kim Tiên, năm vạn năm sau tổ chức lễ mừng Đại La Kim Tiên, phối hợp Vương Đạo Hữu tìm hiểu tin tức. Nam Cung Đức Chí nói, gia tộc bọn họ không có lục nhĩ mi hầu Đại La Kim Tiên kỳ chứ. Nếu là như thế, đánh cắp tình báo là thuận tiện một chút. Nam Cung Nguyệt thước đoán, không biết, làm người hồ đồ một chút tương đối tốt hơn, ai cũng có bí mật, chỉ cần không có chỗ xấu đối với chúng ta, như vậy tùy tiện bọn họ. Nam Cung Đức Chí nói, vâng, Lão Tổ Tông, Nam Cung Nguyệt Thước đáp ứng, rất nhanh, tin tức Nam Cung Vân Diễm Tiến vào Đại La Kim Tiên nhanh chóng chuyển lưu ra. Thanh Liên Thành, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách đều đã mở mười khiếu, đều tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, đây là niềm vui ngoài dự tính, từ nơi này cũng có thể nhìn ra bí pháp khai khiếu cấp cao quý giá. Rất nhiều đại la kim tiên đều là tu luyện bí pháp mở chín khiếu, chưa tìm hiểu ra một môn trí tôn pháp tắc, mở thêm một khiếu, tỷ lệ nắm giữ trí tôn pháp tắc liền cao thêm một phần. Đến lúc đó thanh linh lưu thủ thanh liên thành, hai đứa theo chúng ta cùng nhau đánh tới sát cáp nhĩ thành, một lần hành động diệt sát cáp nhĩ bộ lạc. Vương Trường Sinh nói, cửu thúc, sát cáp nhĩ bộ lạc sẽ không xuất hiện hỗn độn thú tiến hóa bốn lần chứ. Vương Thanh Sơn có chút lo lắng nói, không biết, quan sát trước đi, thu thập tình huống của sát cáp nhĩ bộ lạc, hy vọng không có. Vương Trường Sinh nói, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách trở về nghỉ ngơi. Sát cáp nhĩ thành, một hang động trong lòng đất, húc đang báo cáo với Vũ. Cái gì, Nam Cung Vân Diếm tiến vào Đại La Kim Tiên, tổ chức lễ mừng Đại La. Thanh âm Vũ trầm trọng, Vương gia có bốn vị Đại La Kim Tiên, Nam Cung Tiên tộc có năm vị Đại La Kim Tiên, đây còn là lực lượng mặt ngoài. Dựa theo tác phong làm việc nhất quán của tiên nhân, số lượng thực tế khẳng định càng nhiều hơn. Như vậy, đại la kim tiên của vương gia và nam cung tiên tộc cộng lại đã vượt qua 10 vị, mà sát cáp nhĩ bộ lạc chỉ có 3 vị đại la kim tiên, áp lực rất lớn. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều cao tầng của vương gia bế quan tiềm tu, đại la kim tiên của vương gia khẳng định không chỉ 4 vị. Khúc nói, bỏ đi, binh đến tướng chặn, có lão tổ tông, bọn họ muốn đối phó chúng ta cũng không dễ dàng, chẳng qua vẫn cẩn thận một chút đi tăng mạnh đề phòng, cho ra không cho vào. Vũ phân phó, vâng, Vũ đại nhân, khúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thanh liên thành, thanh liên phong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Thanh Linh đi vào, cầm trên tay kim lăng kính, sắc mặt ngưng trọng. Cửu thúc, cháu đã nghe trộm một đoạn thời gian, chưa phát hiện sát cáp nhĩ thành có mai phục. Sát cáp nhĩ bộ là có thêm một vị đại la kim tiên là xài, chỉ là tiến hóa ba lần. Vũ đi thiên cắt bộ lạc cầu viện, thiên cắt bộ lạc hứa hẹn sẽ chi viện bọn họ, bây giờ sát cáp nhĩ thành cho ra không cho vào, muốn lẻn vào sát cáp nhĩ thành độ khó rất lớn. Vương Thanh Linh nói, vậy thì cường công đi, một hơi đánh hạ sát cáp nhĩ thành, Vương Trường Sinh nói, mặt đầy sát khí, chỉ cần trong sát cáp nhĩ thành không có mai phục, vậy thì không có vấn đề lớn. Hắn nắm giữ hai môn trí tôn pháp tác cùng dung khiếu quyết, còn có thiên cấp tiên hạc, đây là tự tin của hắn, Đại bộ phận Đại La Kim Tiên đều không có sự tự tin này. Uông Như Yên lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Nam cung Nguyệt Thước. "Vương phu nhân, tìm hiểu rõ rồi." Nam cung Nguyệt Thước hỏi. Uông Như Yên gật gật đầu, nói một lần nội dung Vương Thanh Linh nghe trộm được. "Một khi đã như vậy, động thủ đi, chúng ta cùng nhau giết vào, việc này không cần thông báo quá nhiều người, như vậy có thể phong tỏa tin tức." Nam cung Nguyệt Thước dặn dò. Vậy cứ như thế, tám người chúng ta giết qua là được rồi. Uông như yên nói, Nam Cung Nguyệt Thước gật gật đầu, đáp ứng, chặt đứt liên hệ. Thanh Linh, cháu cùng hứa đạo hữu lưu thủ Thanh Liên Thành, canh phòng nghiêm ngặt bọn đạo trích công kích, chúng ta đi diệt sát cáp nhĩ bộ lạc. Vương Trường Sinh phân phó, chương 6911, tấn công sát cáp nhĩ thành. Vương Thanh Linh và Huyền Linh Thiên Tôn lưu thủ Thanh Liên Thành, bốn người bọn Vương Trường Sinh mới có thể yên tâm đi sát cáp nhĩ bộ lạc. Vâng, cửu thúc, Vương Thanh Linh đáp ứng, trả lại kim lăng kính cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng ba người bọn Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên Thành, chạy tới Thiên Phượng Thành. Ba nhĩ hổ thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn, lô đang báo cáo với tiêu. Nam Cung Vân Diễm tiến vào Đại La Kim Tiên, tổ chức lễ mừng Đại La Kim Tiên, Nam Cung Tiên Tộc và Vương Thị Tiên Tộc thực lực càng ngày càng mạnh, khó trách sát các nhĩ bộ lạc sẽ làm ra nhượng bộ to lớn, vẫn là chưa có tin tức của bức sao tiêu hỏi chưa có hẳn là bị giết rồi sát cáp nhĩ bộ lạc không cần thiết giấu giếm sinh tử của bức nếu bức còn sống sát cáp nhĩ bộ lạc cũng không cần làm ra nhượng bộ lớn như vậy lô báo cáo sát cáp nhĩ bộ lạc lấy ra một lượng lớn tài nguyên tu tiên thậm chí lấy ra danh ngạch hiến tế đổi lấy liên thủ với ba nhĩ hổ bộ lạc tăng mạnh đề phòng đi nếu sát cáp nhĩ bộ lạc thật sự gặp tập kích chúng ta lập tức ra tay tấn công thiên phượng thành tiêu phân phó vâng tiêu đại nhân lô đáp ứng nhận lệnh mà đi. Sát các nghĩ thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Nguy cùng Vũ đang nói cái gì? Một tràng tiếng cảnh báo vang dội cất lên, khúc bay vào. Việc lớn không ổn rồi, lão tổ tông, thanh liên tiên lữ cùng nam cung đức trí ở bên ngoài, ba người bọn họ đang tấn công sát các nghĩ thành. Khúc báo cáo, ba người đã dám tấn công sát các nghĩ thành. Hừ, bọn họ cũng quá tự phụ rồi, theo ta ra ngoài xem, mi phân phó, bọn họ đi ra khỏi hang động, nghe được từng đợt tiếng tỷ bà dễ nghe, lượng lớn hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên lâm vào ảo cảnh, tự giết lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, Ngụy Tiên trở thành đối tượng hỗn độn thú giải quyết đầu tiên. Một ít hỗn độn thú muốn chạy khỏi sát cáp nhĩ thành, chẳng qua một vách ngăn không gian vô hình chặn đường đi của chúng nó, không gian pháp tắc. Ngoài thành, Vương Trường Sinh và Nam Cung Đức Trí đứng ở trên một tòa đài sen màu xanh, uông như yên ôm nguyên âm tỷ bà, chuyên tâm gảy đàn. Vương Trường Sinh đã tấn thăng huyện âm tỷ bà thành cực phẩm tiên khí, uy lực đề cao không ít. Hỗn độn thú cùng ngụy tiên dưới đại la kim tiên, rất nhanh đã rơi vào ảo cảnh, tự giết lẫn nhau. Mi, vô cùng xài lao ra, chúng nó không nói lời thừa, lập tức ra tay công kích ba người bọn Vương Trường Sinh. Tay phải của Mi nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, lao thẳng đến ba người bọn Vương Trường Sinh. Nơi vòng sáng màu vàng đi qua, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng thu nhỏ, biến thành hình thái hạt giống. Thời quang đảo lưu thời gian trôi ngược, tay phải nam cung đức trí hướng hư không chộp một phát, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, vòng sáng màu vàng nhập vào trong lỗ thủng, lỗ thủng khép lại. Ngay sau đó, hư không phía sau vỗ nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một vòng sáng vàng óng thổi quét ra, lao thẳng đến vũ. Không gian nazi dịch chuyển không gian, ngoài thân mi nở rộ hào quang vàng óng, nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, hai vòng sáng vàng óng va chạm, đồng thời tán loạn ngón tay uông như yên lướt qua dây tỷ bà, một đợt tiếng tỷ bà rồn dập vang lên, từng làn sóng âm màu đen thổi quét ra. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hư không chợt hiện ra lượng lớn giọt nước màu lam, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, rát ở trời cao, giống như các ngôi sao. Hắn tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc cắt qua bầu trời, giống như sao băng, hướng thẳng đến nghi, vũ cùng xài. Vũ há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu lam đánh tới, sóng âm màu xanh giống như tờ giấy, bị quyền ảnh màu lam dày đặc đánh vỡ nát. Ngoài thân xài nở rộ ra một vòng sáng màu đỏ lóa mắt, mặt đất bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngập trời, một mảng lớn ngọn lửa nghinh đón. Quyền ảnh màu lam và lửa va chạm, đồng quy vô tận. Mi phát ra một vòng sáng vàng óng, ngăn trở sóng âm màu đen đánh tới. Thiên địa chợt biến sắc, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên tối xuống chín viên định hải châu khổng lồ hóa đánh tới, tốc độ rất nhanh. Đạo thuật, giọng điệu của mi trở nên trầm trọng, nó phóng ra một vòng sáng vàng óng, ninh đón. Vòng sáng màu vàng va chạm với một viên định hải châu, giữ nhau không thôi, viên định hải châu thứ hai đập tới, mặt ngoài vòng sáng màu vàng xuất hiện một ít vết rách nhỏ, viên định hải châu thứ ba, thứ tư đánh đến, vòng sáng màu vàng tan vỡ. Bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, trong mắt mi lộ ra nét kiên kỵ, nó đã tiến hóa ba lần, uy lực của vũ khí so với thượng phẩm tiên khí bình thường còn mạnh hơn một chút, so ra kém cực phẩm tiên khí, càng kém cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Định Hải Châu của Vương Trường sinh còn là thành bộ, còn thi triển đạo thuật, tăng phúc cực lớn. Cho dù là thời gian pháp tác viên mãn cũng không ngăn được, đây là sự lợi hại của bộ cực phẩm tiên khí. Chín viên Định Hải Châu đập về phía mi, ngoài thân mi nở rộ ra một vầng sáng vàng óng, nghênh đón cũng không ngăn được. Chương 6912, đại triển thần uy. Cùng lúc đó, một luồng không gian dao động mạnh mẽ chợt xuất hiện, mi, vô cùng xài phân biệt xuất hiện ở một chỗ không gian xám xịt. Không gian tù lung, lồng giam không gian, Nam Cung Đức trí tiến vào Đại La Kim Tiên nhiều năm, đã sớm nắm giữ không gian pháp tắc đến mức tận cùng, với hắn mà nói, thi triển không gian pháp tắc dễ dàng tách ra ba vị Đại La Kim Tiên. Mi vùng trường đao màu đen trong tay, bổ về phía hư không, hư không xuất hiện một vết rách to dài, chẳng qua rất nhanh, vết rách nhanh chóng khép lại. Vương Trường Sinh Uông Như Yên cùng Nam Cung Đức Trí bay vào, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng. Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Trường Long cũng tham chiến, trong đó Nam Cung Vân Hâm và Nam Cung Trường Long đều tu luyện thành tiên thể, mà Nam Cung Vũ Vi đã tiến vào trung kỳ, bọn họ liên thủ cùng Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách, đối phó vô cùng xài. Mi nhìn ba người bọn Nam Cung Đức Trí, vẻ mặt lạnh như băng. Muốn diệt sát các nhĩ bộ lạc chúng ta, không dễ dàng như vậy. Giọng điệu của Mi lạnh lùng, vùng trường đao màu đen trong tay, chém về phía hư không, một đạo đao quang màu vàng thật lớn quét ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt vương trường sinh, thời gian pháp tắc. Vương trường sinh bấm pháp quyết, chín viên định hải châu khổng lồ hóa nghênh đón, chặn đao quang màu vàng. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi, nam cung đức trí giọng điệu lạnh lùng, tay phải hướng về hư không chộp một cái, một vòng xoáy không gian to lớn xuất hiện ở trên không của mi, vòng xoáy không gian vừa xuất hiện, xung quanh nghi xuất hiện lượng lớn khe hở không gian giống như những lưỡi đao không gian lao thẳng đến nghi ngoài thân nghi nở rộ ra một vòng sáng vàng óng khe hở không gian va chạm vào vòng sáng màu vàng dừng lại chín viên định hải châu lục tục nện lên vòng sáng màu vàng vòng sáng màu vàng tán loạn chín viên định hải châu lục tục đập về phía mi ngoài thân nghi nở rộ ra một vòng sáng màu vàng trói mắt chín viên định hải châu dừng lại thời gian tĩnh chỉ thời gian dừng lại bất cứ công kích nào muốn đánh chúng kẻ địch đều cần thời gian nhất định, một cái chớp mắt một hơi thở cũng là thời gian thời gian tĩnh chỉ, bất cứ sự vật nào cũng dừng di động. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, chín viên định hải châu nhất thời nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, khôi phục bình thường, đập về phía mi. Cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo không tầm thường, huống chi là bộ cực phẩm tiên khí, còn có đạo thuật thêm vào. Hư không trên đỉnh đầu mi nổi lên một trận gợn sóng, một cửa động thật lớn hiện ra, một ấn tỷ màu vàng khổng lồ hóa từ trong đó bay ra, đập về phía mi. Xem ấn tỷ màu vàng tản mát ra linh áp kinh người, cũng là cực phẩm tiên khí. Mi phản ứng rất nhanh, vùng trường đao màu đen nghênh đón, trường đao màu đen và ấn tỷ màu vàng va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, một vòng sáng vàng óng từ trường đao màu đen càn quét ra, ấn tỷ màu vàng nhanh chóng bay trở về trong lỗ thủng. Thời quang đảo lưu, chín viên định hải châu đập tới, ngoài thân mi nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp hiện lên sát bên thân nó tay trái hóa quyền đánh về phía một viên định hải châu một tiếng vang trầm cất lên mi bay ngược ra ngoài nó còn chưa đứng vững viên định hải châu thứ hai một lần nữa đập tới đồng thời một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện khiến nó không thể nhúc nhích chín viên định hải châu đập tới thanh thế to lớn mi vùng đao chém một đạo đao quang màu vàng thật lớn quét ra nghênh đón bị chín viên định hải châu đập vỡ nát một lỗ thủng thật lớn hiện ra Vương Trường Sinh từ trong lỗ thủng bay ra, trên tay nắm Thái Hạo Trảm Linh Đao. Có Nam Cung Đức Trí, Vương Trường Sinh xuất hiện ở phía sau Mi quá thoải mái rồi. Vương Trường Sinh vung Thái Hạo Trảm Linh Đao, chém về phía Mi. Ngoài thân Mi lần nữa nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, nghênh đón. Thái Hạo Trảm Linh Đao cùng vòng sáng màu vàng va chạm, giống như bổ dưa thái rau, chém vòng sáng màu vàng vỡ nát, Thái Hạo Trảm Linh Đao bổ lên hỗn độn chiến giáp, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm một vết nứt nhỏ vương trường sinh hừ lạnh một tiếng thái hạo trảm linh đao nở rộ ra một vòng sáng màu đen nhanh chóng lướt qua thân thể mi thân thể mi run lên cảm giác một thanh kiếm sắc bén chém lên hồn hải của mình một viên định hải châu đập tới đánh ở trên thân mi mi bay ngược ra ngoài nó còn chưa đứng vững lại một viên định hải châu đập tới ngoài thân mi nở rộ ra một vòng sáng vàng óng vung đao nghênh đón trường đao màu đen và định hải châu va chạm bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, một vòng sáng vàng ống thổi quét ra, va chạm với chín viên định Hải Châu, nháy mắt tán loạn. Phía sau mi chợt hiện ra một lỗ thủng thật lớn, Vương Trường Sinh từ trong đó bay ra, vùng thái hạo trảm linh đao bổ về phía mi. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục qua đi, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp lại có thêm một vết nứt nhỏ, đồng thời một vòng sáng màu đen thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể của nó. Thân thể mi run lên, nó còn chưa phản ứng lại, một ấn tỷ màu vàng khổng lồ hóa từ trong hư không bay ra, đập về phía Mi. Tay trái nó hướng về đỉnh đầu nâng, đỡ được ấn tỷ màu vàng hạ xuống. Chương 6913, móc trộm nhạc một Một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay vút đến, vỗ lên trên thân Mi, truyền ra một tiếng vang trầm. Nam Cung Đức Trí lấy ra một cây kéo lóe ra hào quang màu bạc, xem tiên khí dao động của nó, hiển nhiên là cực phẩm tiên khí. Cây kéo màu bạc mở ra khép lại, nháy mắt phóng to hướng thẳng đến mi bảo vật này luyện vào hồng mông linh bảo uy lực không nhỏ mi phóng ra một vòng sáng vàng óng va và chạm với cây kéo màu bạc khổng lồ hóa cây kéo màu bạc rừng ở giữa không trung lấy tu vi đại la kim tiên hậu kỳ của nó thi triển thời gian pháp tắc một món cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo không dễ dàng phá đi như vậy chín viên định hải châu lục tục đập tới vòng sáng màu vàng tan vỡ trong nháy mắt một viên định hải châu nện ở trên thân mi mi một lần nữa bay ngược ra ngoài Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm nhiều vết nứt. Nó còn chưa đứng vững thân thể, hư không phía sau hiện ra một lỗ thủng thật lớn, Vương Trường Sinh từ trong đó bay ra. Hắn thu hồi Thái Hạo Trảm Linh đao, hai tay đều nắm bốn viên Định Hải Châu, hai nắm đấm vung lên, đánh về phía Mi. Mi muốn thi triển thời gian pháp tắc tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm nó ở tại chỗ, nó muốn tăng nhanh tốc độ phản ứng của mình đã thất bại. Hai nắm đấm của Vương Trường Sinh lục tục nện ở trên thân Mi mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm mấy chục vết nứt, chia năm xẻ bảy. Vương Trường Sinh dùng Long Phượng Nhướng cùng Long Tủy Đan, nhục thân không ngừng tăng cường, chưa thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, cũng không kém là bao, lại thêm định hải châu tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, uy lực đề cao không ít. Mi vùng đao chém về phía Vương Trường Sinh, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm cánh tay nó cùng trường đao màu đen. Cánh tay Mi nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, lực lượng giam cầm lúc này mới suy yếu nhân cơ hội này nắm tay phải vương trường sinh nở rộ hào quang màu lam tung một cú đấm vào lưng nghi nó giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài ngược lồi lên mặt lộ vẻ thống khổ ngươi sắp tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp rồi thanh âm nghi run rẩy trong mắt lộ ra sự khó có thể tin nếu là tiên thể không có cách nào nhanh như vậy đánh vỡ phòng ngự của hỗn độn chiến giáp nó là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi càng cao phòng ngự của hỗn độn chiến giáp càng mạnh nó không kịp nghĩ nhiều không gian phụ cận trở nên mơ hồ, ngoài thân nó nở rộ hào quang vàng óng, một vòng sáng vàng óng càn quét ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cẩn thận, đây là thời gian hồi tố, Nam Cung Đức Trí nhắc nhở, vương trường sinh bấm pháp quyết, chín viên định hải châu đập về phía vòng sáng màu vàng, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Bộ cực phẩm tiên khí cộng thêm đạo thuật, mì thi triển thời gian pháp tắc cũng không ngăn được. Một viên định hải châu khổng lồ hóa đập về phía mi, Mi muốn tránh đi, chẳng qua lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm nó ở tại chỗ. Định hải châu nện ở trên thân nó, nó một lần nữa bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một lỗ thủng thật lớn hiện ra, vương trường sinh từ trong đó bay ra, vung hai nắm đấm, đánh về phía đầu mi. Một tiếng vang trầm cất lên, vương trường sinh một quyền đánh vỡ đầu mi, thủ lãnh sát cáp nhĩ bộ lạc khiến nam cung tiên tộc chịu thiệt thòi nhiều năm ngã xuống từ đây. Nam cung đức trí lộ ra vẻ mặt vui mừng, một lần này có thể tiêu diệt mi vương trường sinh đã bỏ nhiều sức. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc khó phân cao thấp, lại thêm hỗn độn chiến giáp, nam cung đức trí căn bản không có cách nào làm gì mi Vương đạo Hữu người thi triển đây là đạo thuật gì? Có thể tăng lên uy lực của tiên khí, vẻ mặt nam cung đức trí đầy tò mò, hắn từng kiến thức nhiều loại đạo thuật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đạo thuật này của vương trường sinh, có thể thêm vào cho tiên khí, đạo thuật khác phần lớn là dựa vào lực lượng pháp tắc thúc dục một trọi một, rất khó phá đi thời gian pháp tắc viên mãn. Hắn không ngờ vương trường sinh có bộ cực phẩm tiên khí, còn là cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, còn có đạo thuật thêm vào, lúc này mới có thể phá đi thời gian pháp tắc của mi bằng không lấy độ khó chơi của thời gian pháp tắc, không dễ dàng như vậy giải quyết mi Đại tiểu như ý, vì đạt được một môn đạo thuật này, chúng ta thiếu chút nữa đánh mất tính mạng. Vương trường sinh giải thích, đại tiểu như ý, chưa bao giờ nghe nói một môn đạo thuật này, Xem ra là đạo thuật riêng một nhà." Nam cung Đức Chí nói, số lượng đạo thuật không nhiều, đại bộ phận tiên tộc chỉ nắm giữ một môn đạo thuật, một ít tiên tộc hoặc thế lực lớn nắm giữ đạo thuật là giống nhau, thứ chỉ một nhà có tự nhiên quý giá hơn cùng có. Vật lấy hiếm làm quý, đạo thuật nhiều thế lực đều nắm giữ, cũng liền chưa nói là quý giá bao nhiêu. Tay phải Uông Như Yên nở rộ ra một vòng sáng màu đen, hút lấy tinh hồn của Mi, siêu hồn đối với nó. "Không ổn, nó đã hẹn với Thiên cát bộ lạc." Ba nhĩ hổ bộ lạc, nếu là chúng ta tập kích sát cáp nhĩ bộ lạc, hai bộ lạc sẽ xuất binh tấn công chúng ta. Uông như yên nhíu mày nói, thiên cắt bộ lạc cùng ba nhĩ hổ bộ lạc sẽ để bụng như vậy. Nam cung Đức Chí nghi hoặc nói, chương 6914, móc trộm nhà hai Sát cáp nhĩ bộ lạc chia cho ba nhĩ hổ bộ lạc cùng thiên cắt bộ lạc hơn phân nửa danh ngạch hiến tế, đổi hai bộ lạc ra tay, ước định là như thế, sẽ ra tay giúp đỡ hay không, đó lại là một câu chuyện khác. Uông như yên nói, chúng ta tiêu diệt vũ cùng xài trước, lại đi diệt oa khoát đài bộ lạc. Vương Trường Sinh đề nghị, Nam Cung Đức Trí gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, không ngờ Vương Đạo Hiếu có một bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Hắn chỉ có một món cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo đơn lẻ, đã rất không tệ rồi. Phải biết rằng, Côn Luân Đạo Tổ cũng chỉ có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo. Hắn đã thu thập không ít tài liệu luyện khí, mời tiên khí sư bậc bốn hỗ trợ luyện chế, luyện chế thất bại chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm tài liệu một đi một về đã dùng mất không ít thời gian vương trường sinh lại có thể có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo còn nắm giữ thần hồn pháp tắc chúng ta đi giúp bọn họ trước đi cũng không biết bọn họ giải quyết chưa vương trường sinh rời đi đề tài thu hồi định hải châu nam cung đức trí bấm pháp quyết một lỗ thủng thật lớn hiện ra ba người bọn họ bay ra ngoài trong sát cáp nhĩ thành đã không có vật còn sống đều bị uông như yên thi triển âm pháp tác giết rồi Lúc này, năm người bọn Vương Thanh Sơn cũng giải quyết chiến đấu, Nam Cung Vũ vi tay phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, Nam Cung Trường Long quần áo tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, Nam Cung Vân Hâm tay phải có vài vết thương rõ ràng có thể thấy được. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách chưa tổn hao gì, bọn họ nắm giữ thời gian pháp tắc, vô cùng xài căn bản không thương tổn được bọn họ. Các người giải quyết vô cùng xài rồi, Nam Cung Nước Trí Kinh ngạc nói, Nam Cung Vân Hâm, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách và Nam Cung Trường Long đều tu luyện thành tiên thể, bọn họ có thể giải quyết vô cùng sai, Nam Cung Đức Trí cũng không bất ngờ, điều hắn cảm thấy bất ngờ là, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách chưa tổn hại gì, ba người bọn Nam Cung Vũ Vi đều có thương thế trên người. Giải quyết rồi, Vương Đạo Hữu bọn họ nắm giữ thời gian pháp tắc. Nam Cung Vũ Vi giải thích, vẻ mặt đầy hâm mộ. Trong mắt Nam Cung Đức Trí lóe lên sự ngạc nhiên, như vậy, bốn vị đại la kim tiên của Vương gia đều nắm giữ trí tôn pháp tắc, Hắn không biết Vương Thanh Linh cũng tiến vào Đại La Kim Tiên hơn nữa nắm giữ thần hồn pháp tắc, nếu không sẽ càng thêm chấn động. Vân hâm, Trường Long theo Vương Đạo hữu cùng đi diệt hoa khoát Đài Bộ Lạc, ta quay về Thiên Phượng Thành. Nam cùng nước trí phân phó, Thanh Sơn, Thanh Bách, hai đứa cũng trở về đi. Phòng bị Ba Nhĩ Hổ Bộ Lạc cùng Thiên Cát Bộ Lạc đánh lén. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách đáp ứng, quay về đường cũ. Vương Trường Sinh và Nam Cung Đức Trí đều lấy ra một món không gian tiên khí, thả ra một đám tộc nhân nhà mình, để bọn họ quét tước chiến trường. Trước đó đã nói chia bảy ba, Vương Trường Sinh tiêu diệt mi bỏ nhiều sức, tự nhiên là chia năm năm, bọn họ chia sát các nhĩ thành thành hai, xác định khu vực, đều tự cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Bọn họ tiến vào kho báu của sát các nhĩ bộ lạc, nhìn tài nguyên tu tiên trồng chất như núi, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bí pháp mở chín khiếu đã có nhiều tới ba cái, còn có hai kiện hồng mông linh bảo, Vương Trường Sinh và Nam Cung Đức Chí mỗi người một món, còn có không ít tài liệu luyện khí, chế phù, bày trận, luyện đan đều bị bọn họ chia cắt. Hỗn nguyên thạch số lượng không ít, Vương gia cầm phần nhiều hơn. Chia xong đồ của kho báu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Nam Cung Vân Hâm cùng Nam Cung Trường Long lao tới oa khoát đài bộ lạc. Nam Cung Vũ Vi chỉ huy người khác cướp đoạt tài nguyên tu tiên, đồng thời phái người bố trí trận pháp, tăng mạnh phòng ngự. Về sau không còn có sát cát nghĩ thành, Nam Cung Đức Chí quay về Thiên Phượng Thành. Thiên Phượng Thành, trên đường dòng người như dệt cửi, ồn ào náo nhiệt. Ba người bọn Thiên Phượng Viên, Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Nguyệt Thước, Nam Cung Vân Diễm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Nam Cung Đức Trí tự mình dẫn đội, cùng Đại La Kim Tiên của Vương ra đánh tới sát cáp Nhĩ Thành, để ba người bọn họ lưu thủ Thiên Phượng Thành, phần lực lượng này rất hùng hậu. Tính toán thời gian, Lão Tổ Tông Hẳn là giao thủ với Đại La Kim Tiên sát cáp Nhĩ Bộ Lạc rồi, cũng không biết có thể giải quyết nghi hay không. Nam Cung Trường Thanh nói, Mi là đối thủ cũ của Nam Cung tiên tộc, tranh đấu với Nam Cung Đức Trí nhiều năm, Nam Cung Đức Trí không làm gì được nó. Hẳn là không có vấn đề lớn, ba người bọn vương đạo hiếu đều là tiên thể, lại thêm vân hâm cùng Trường Long, vây công, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết Nghi. Nam Cung Nguyệt Thước nói, vẻ mặt đầy tự tin, đúng lúc này, tiếng cảnh báo nổ vang, mặt đất kịch liệt chấp lên. Không ổn, địch tấn công, Nam Cung Trường Thanh biến sắc, bay lên bầu trời, mấy chục vạn con hỗn độn thú tụ tập ở ngoài thành, hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ đã có tới hai con, cầm đầu là tiêu, còn có ngụy tiên. chương 6915, thiên cắt bộ lạc đột kích một. Tiêu phái ngụy tiên thường trú sát các nhĩ thành, bản mạng hồn đăng của bọn họ tắt, sát các nhĩ thành đã xảy ra chuyện, ngụy tiên lợi dụng trận pháp đưa tin liên hệ sát các nhĩ thành, không có bất cứ sự đáp lại nào. Tiêu lập tức liên hệ thiên cắt bộ lạc, phân biệt đối phó nam cung tiên tộc và vương thị tiên tộc, đại la kim tiên của hai tộc nhắm chừng còn chưa tiêu diệt mi lúc này xuất binh vừa vặn có thể móc trộm nhà tiên hạm nam cung trường thanh nhíu mày hỗn độn thú thu được tiên hạm sẽ giao cho ngụy tiên sử dụng ngụy tiên có thể khống chế tiên hạm dẫn theo đại bộ đội hỗn độn thú tới đây về phần địa thành huyền thành ven đường căn bản không ngăn được đại quân hỗn độn thú có đại la kim tiên dẫn đội ra tay đánh hạ thiên phượng thành tiêu phân phó mấy chục vạn hỗn độn thú lao về phía thiên phượng thành tốc chiến tốc thắng viện binh của bọn họ có thể ở trên đường rồi một con hỗn độn thú chín màu đầu hổ thân người nói hổ đại la kim tiên trung kỳ tiến hóa ba lần tiêu gật gật đầu sải bước đi về phía thiên phượng thành mau cầu viện vạn bảo thành và vạn phật thành báo cáo côn luân tiên đảo nam cung trường thanh phân phó tiên giáp quân của nam cung tiên tộc rời khỏi thiên phượng thành nghênh chiến mấy chục vạn con hỗn độn thú nam cung trường thanh và nam cung nguyệt thước nghênh chiến tiêu cùng hổ tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Thanh liên thành, trên đường dòng người dân trào. Không qua bao lâu, một đợt tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa thanh liên thành. Rất nhiều tiên nhân trong thành hơi sửng sốt, qua một hồi lâu nhi mới phản ứng lại, ai về nhà nấy. Thanh liên thành gần 300 vạn năm chưa lọt vào hỗn độn thú công kích, rất nhiều tiên nhân đều không nhớ rõ hỗn độn thú triều, đại bộ phận tiên nhân trong thành đều chưa từng trải qua đại chiến. Vương Thanh Linh ngay lập tức bay ra khỏi chỗ ở, đáp ở trên tường thành. đám người huyền linh thiên tôn, vương thanh phong, vương hoa duyệt, vương anh kiệt, trần nguyệt dính, lam phúc không cũng rời khỏi động phủ tới trên tường thành. một chiếc thuyền rồng hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng lơ lửng ở trên bầu trời. một đội ngụy tiên cùng mấy chục vạn con hỗn độn thú đứng bên trên, cầm đầu là mị. một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân đứng ở bên cạnh nó. ba nhĩ hổ bộ lạc liên hệ thiên cát bộ lạc thừa dịp Nam Cung tiên tộc cùng Vương Thị tiên tộc đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, bọn họ chuẩn bị móc nhà. Bọn họ cùng sát cáp nhĩ bộ lạc từng có ước định, nếu sát cáp nhĩ bộ lạc gặp tập kích, bọn họ sẽ chi viện sát cáp nhĩ bộ lạc, nhưng ước định là chết, mấy tên ngụy tiên của ba nhĩ hổ bộ lạc thường chú sát cáp nhĩ thành đều đã chết, sát cáp nhĩ thành khẳng định đã xảy ra chuyện. Đi qua chi viện sát cáp nhĩ bộ lạc, đánh đuổi Nam Cung tiên tộc và Vương Thị tiên tộc, nhiều lắm là đạt được một ít tài nguyên tu tiên, sát cáp nhĩ bộ lạc không có khả năng mang tài nguyên tu tiên của kho báu đều cho bọn họ. Nếu là đánh hạ thanh liên thành cùng thiên phượng thành, tài nguyên tu tiên trong thành đều là của hai bộ lạc, đặc biệt tiên nhân trong thành. Đây chính là một phần cam đoan lớn đạt được danh ngạch hiến tế. Bắt không được tiên nhân, có hồng mông linh bảo hoặc thứ quý hiếm, cũng có thể đổi lấy danh ngạch. Đương nhiên, thiên cát bộ lạc và ba nhĩ hổ bộ lạc đều không cho rằng sát cáp nhĩ bộ lạc sẽ bị diệt. Nghi có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, lại thêm thời gian pháp tắc, nam cung đức trí và sát cáp nhĩ bộ lạc giữ nhau nhiều năm cho dù thanh liên tiên lữ tiến vào đại la kim tiên cũng chưa chắc có thể tiêu diệt mi nếu đại la kim tiên nắm giữ trí tôn pháp tắc hơn nữa tiến hóa ba lần dễ dàng bị tiên nhân tiêu diệt như vậy bộ lạc khác đã sớm bị tiên nhân tiêu diệt mi hứa hẹn chia hơn phân nửa danh ngạch hiến tế cho thiên cát bộ lạc và ba nhĩ hổ bộ lạc nhưng bách bộ đại hội còn chưa tổ chức ai biết sát cáp nhĩ bộ lạc có thể đạt được bao nhiêu danh ngạch hiến tế nhớ đâu chỉ có một danh ngạch hoặc không có danh ngạch hai bộ lạc chẳng phải là thiệt thòi to sát cáp nhĩ bộ lạc hoàn toàn là bánh vẽ bánh vẽ trung quy là giả ăn vào miệng mới là thật ba nhĩ hổ bộ lạc cùng thiên cát bộ lạc nhất trí quyết định nhân cơ hội móc trộm nhà như vậy chúng nó có thể lấy tổn thất nhỏ nhất đạt được lợi ích lớn nhất nói đến cùng thực lực sát cáp nhĩ bộ lạc quá yếu kém xa ngày xưa nếu là sát cáp nhĩ bộ lạc có mười mấy vị đại la kim tiên thiên cát bộ lạc và ba nhĩ hổ bộ lạc có thể sẽ ngay lập tức chạy qua chi viện huyền cấp tiên hạng hai vị đại la kim tiên vương thanh linh khẽ nhíu lông mày lá liễu ngụy tiên hỗ trợ khống chế tiên hạc đại bộ đội hỗn độn thú rất dễ dàng giết đến trước kia đại chiến hỗn độn thú đều là trước nhổ hoàng thành huyền thành lại tấn công địa thành đẩy từng bước một một lần này đến thẳng thanh liên thành mục đích rất rõ ràng chính là muốn đánh hạ thanh liên thành tiên nhân huyền thành cùng hoàng thành ngoại vi cho dù phát hiện huyền cấp tiên hạc trừ phi nhìn thấy hỗn độn thú hoặc ngụy tiên nếu không sẽ không liên tưởng đến kẻ địch trên tiên hạm lại không viết tên, trung quy không thể nhìn thấy một chiếc tiên hạm liền lập tức báo lên chứ. Hơn nữa huyền cấp tiên hạm tốc độ đặc biệt nhanh, toàn lực phi hành, thái ất kim tiên cũng khó phát hiện. Chương 6916, Thiên Cát Bộ Lạc đột kích 2. Ngụy Tiên khống chế thuyền rồng màu vàng hạ xuống, hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên rời thuyền hết. Đánh hạ Thanh Liên Thành, tốc chiến tốc thắng, Mỹ phân phó, lời này vừa dứt, mấy chục vạn con hỗn độn thú lao về phía Thanh Liên Thành. Nham, người theo ta cùng nhau ra tay, đánh hạ thanh liên thành. Mị phân phó, chúng nó đều đã tiến hóa ba lần, đều chưa nắm giữ trí tôn pháp tắc. Cao tầng thiên cát bộ lạc cũng từng làm ra phán đoán, thanh liên tiên lữ đã chạy về thanh liên thành hoặc thanh liên thành còn có đại la kim tiên, chúng nó cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Thanh liên tiên lữ nắm giữ thần hồn pháp tắc không giả, muốn lưu lại chúng nó cũng không dễ dàng. Nhiều năm qua như vậy, chúng nó không thiếu giao thủ với đại la kim tiên, chút tự tin này vẫn là có. Đương nhiên, đại tế ti của thiên cát bộ lạc vừa lúc ra ngoài chưa về, bằng không bị chấn nhiếp bởi uy danh của thanh liên tiên lữ, vẫn sẽ đích thân đi một chuyến. Tốc chiến tốc thắng, bằng không thanh liên tiên lữ chạy về thì phiền toái. Giọng nham trầm trọng, nghe lời lẽ của hắn rất kiêng kỵ thanh liên tiên lữ. Mị sải bước lao về phía thanh liên thành, nham theo sát sau đó. Ta đi ra ngoài tiếp chúng nó một chút, các ngươi cẩn thận một chút, phái người cầu viện Nam Cung tiên tộc, vạn Phật thành cùng Lưu Vân thành, vương thanh linh phân phó một tiếng tung người bay ra ngoài nàng tu luyện thành tiên thể còn nắm giữ thần hồn pháp tắc cũng không sợ mị và nham vương thanh linh thả ra vương mộng vương tước cùng vương tinh kết hợp một thể với nàng vương thanh bạch đang bế quan trùng kích đại la kim tiên bằng không vương thanh linh càng tự tin hơn nữa ngón trò tay phải vương thanh linh nở rộ hào quang màu xanh một giải cầu vồng màu xanh bắn ra lao thẳng đến mị mị không dám đón đỡ vung lang nhà bổng màu đen ngăn trở cầu vồng màu xanh cẩn thận, mi. một thanh âm rồn dập vang lên, vừa dứt lời, vương thanh linh xuất hiện ở phía sau mị, lưng của nàng có một đôi cánh chim màu đỏ, hai tay hóa thành long chảo. Một vòng sáng vàng óng từ trên thân thể của nàng quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể mị. Nó cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, choáng váng buồn ngủ. Một đôi long chảo màu đen đánh lên trên thân nó, lưu lại nhiều vết thương khủng bố, đồng thời một vòng sáng màu đen quét ra, lướt qua thân thể mị. Nó hoảng sợ phát hiện, một thanh kiếm sắc bén bổ lên hồn hải của mình, hồn hải xuất hiện một ít vết rách. Thần hồn pháp tắc, ngươi cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc." Mị Hoàng sợ nói, căn cứ tình báo chúng nó thu thập được, Vương Thanh Linh còn chưa tiến vào Đại La Kim Tiên, cũng không nắm giữ trí Tôn pháp tắc, hiển nhiên công tác tình báo của chúng nó không được, căn bản không rõ thực lực chân thật của Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, hai cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh ở trên thân Mị trên thân nó nhất thời có thêm hai vết thương khủng bố, máu chảy không dừng. Cực phẩm diệt tiên pháo, giọng mị mang theo một tia run rẩy một cây trường đao lóe ra hào quang vàng óng bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt mị. Nó vội vàng vung lang nha bổng màu đen nghinh đón, va chạm với trường đao màu vàng. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, lang nha bổng màu đen chia thành hai nửa, trường đao màu vàng bổ lên trên thân mị, thân thể mị chia thành hai nửa. Cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, Giọng điệu nham mang theo một tia hoảng loạn, huyền linh thiên tôn bấm pháp quyết, trường đao màu vàng xoay một cái, lao thẳng đến nham. Hắn dùng đạo thuật đổi rất nhiều tài liệu luyện khí quý giá từ vương trường sinh, lúc này mới tấn thăng đao này thành cực phẩm tiên khí. Nghị chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, tiến hóa ba lần, nó đã bị cực phẩm diệt tiên pháo đả thương, căn bản không ngăn được đao này công kích. Sau khi Mỹ bị giết, nham cả kinh biến sắc, đang định chạy trốn, một cơn gió nóng từ phía sau thổi tới. Vương Thanh Linh xuất hiện ở phía sau nó. Nham vùng trường đao màu đen trong tay bổ về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh vùng tay áo, chín cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu trắng dài hơn một trượng, đón đỡ trường đao màu đen, va chạm với trường đao màu đen, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, thân trường đao màu đen xuất hiện một vết mẻ to bằng ngón tay. Đầy đủ thượng phẩm tiên khí huyền băng nhận, bảo vật Vương Thanh Linh xông vào càn khôn tháp đạt được, Luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, uy lực to lớn, muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, cần lượng lớn tài liệu băng thuộc tính quý hiếm. Tay phải Vương Thanh Linh phóng ra một vòng sáng vàng óng, nhanh chóng lướt qua thân thể Nham, nó nhất thời cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, trực tiếp ngủ gật, ngay sau đó, quyền ảnh màu đen dày đặc lục tục đánh lên trên thân nó, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Ngoài thân Nham chưa tổn hại gì, chẳng qua nó cảm giác nhiều thanh kiếm sắc bén nhập vào hồn hải của mình hồn hải xuất hiện lượng lớn vết rách, thân thể nó run lên. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, nàng biến mất khỏi chỗ cũ, hai cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh ở trên thân nham, trên thân nó có thêm hai lỗ thủng, máu chảy không dừng. Chương 6917, Đại lục tự chân ngôn. Một cây trường đao hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng bắn nhanh đến, chém nham thành hai nửa. Hai đại la kim tiên từ đây ngã xuống, hỗn độn thú biến dị ba lần vẫn hơi yếu chút, nghiêm khắc mà nói là vương gia thực lực mạnh mẽ trên tường thanh liên thành trang bị hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo thiên thành có một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo cũng tính là không tệ rồi đại la kim tiên vừa chết ngụy tiên cùng hỗn độn thú tỏa ra chạy trốn như vậy ngược lại thuận tiện vương thanh linh làm việc vương thanh linh bay tới đáp trên mặt đất ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng vàng óng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán vòng sáng màu vàng lướt qua thân thể ngụy tiên cùng hỗn độn thú chúng nó nhất thời mê man đi biến thành cừu dê đợi làm thịt tiên nhân vương ra ùn ùn ra tay, bắt giữ hỗn độn thú cùng ngụy tiên, tiến một bước thẩm vấn chúng nó, có lẽ có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn, có lợi cho một bước hành động tiếp theo của bọn họ. Vương Thanh Linh quay về Thanh Liên Thành, Vương Nhất Hân báo cáo Thiên Phượng Thành lọt vào tập kích, tiêu của ba nhĩ hổ bộ lạc tự mình dẫn đội, còn có một con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, biến dị ba lần, nam cung tiên tộc thỉnh cầu chi viện. Ta đi chi viện Thiên Phượng Thành, hứa đạo hiếu, bên này giao cho ngươi, nếu có hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ đột kích, không cần ra khỏi thành ninh chiến, lợi dụng cực phẩm diệt tiên pháo cùng tiên trận bậc 4 ngăn cản, phái người cho ta biết. Vương Thanh Linh dặn dò, rời khỏi Thanh Liên Thành, đi Thiên Phượng Thành. Thiên Phượng Thành, một đám tiên nhân bọn Nam Cung Vân Diễm đứng trên tường thành, dưới tường thành máu chảy thành sông, lượng lớn tiên nhân và hỗn độn thú ngã trong vũng máu. Nam Cung Trường Thanh đối mặt tiêu cùng hổ công kích, cảm thấy cố hết sức. Ngoài thân hắn máu tươi đầm đìa, máu chảy không dừng, Nam Cung Nguyệt Thước đã bị tiêu giết tiêu là đại la kim tiên sơ kỳ chẳng qua nó đã tiến hóa bốn lần vạn bảo môn phó môn chủ đỗ quân cũng bị tiêu giết lần trước đối mặt nhiều vị đại la kim tiên vây công tiêu vẫn chạy được có thể thấy được thực lực của nó cao vương thú vẫn rất lợi hại nếu không phải nam cung trường thanh nắm giữ không gian pháp tắc hắn cũng thân tử đạo tiêu rồi thần thông cuồng bạo của vương thú tăng phúc quá lớn cùng là biến dị bốn lần hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ thi triển thần thông cuồng bạo tăng phúc càng lớn phòng ngự nhục thân Pháp tác mọi phương diện tăng lên. Đám người Nam Cung Vân Diễm ở trong thành, khống chế tiên trận bậc bốn cùng tiên khí, công kích hổ từ bên cạnh giúp đỡ. Nam Cung Vân Diễm tiến vào Đại La Kim Tiên còn chưa đến 10 năm, hắn chưa tu luyện thành tiên thể, không có cách nào so đấu thân thể với Hỗn Độn Thú Đại La Kim Tiên Kỳ, chỉ có thể khống chế hộ thành đại trận, khống chế tiên khí cấp cao công kích hổ. Nam Cung Tiên tộc không có một khẩu cực phẩm Diệt Tiên pháo, chủ yếu là không có tiên khí sư bậc 4, cực phẩm Diệt Tiên pháo là vật tư chiến lược cấp cao sẽ không dễ dàng bán ra, cho dù là đối với tiên tộc mà nói, một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo vẫn là rất quý giá. Đương nhiên, Nam Cung tiên tộc truyền thừa lâu đời, từng có một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, nhưng ở trong đại chiến hơn ngàn vạn năm trước với sát cáp nhĩ bộ lạc đã báo hỏng. Tiêu vùng lang nhà bổng màu đen trong tay, đập về phía Nam Cung Trường Thanh. Hư không phía trước nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, thân thể tiêu không chịu khống chế nhập vào trong lỗ thủng. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hổ ở tại chỗ. Một ấn tỷ màu đỏ khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống, đập về phía hổ. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, áp lực buông lỏng, tay trái nâng lên đỉnh đầu. Ấn tỷ màu đỏ nện ở trên tay nó, hai chân nó lún vào lòng đất. Một đợt phạm âm từ phía chân trời truyền đến, giống như vạn Phật ngâm sướng. Uống mani bá mễ hồng, chấn ma, theo một tiếng phạm âm vang vọng trời đất cất lên. Sáu chữ phù thật lớn bắn nhanh đến, giống như sáu ngọn núi lớn màu vàng đập về phía hổ. Hổ nghe được thanh âm này, đầu đau muốn nứt, cảm giác hơn vạn vị Phật Đà quay quanh nó tụng niệm kinh văn. Sáu chữ phù thật lớn lục tục đánh ở trên thân hổ, hổ bay ngược ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất, hỗn độn chiến giáp xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Hư không nổi lên dao động, một trường ấn thật lớn hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng hiện ra, vỗ lên trên thân hổ. Thân thể hổ nặng nề lún vào lòng đất, Vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng nhiều thêm. Một mảng Phật quang bảy màu chợt xuất hiện, Diệu Đức Đại sư từ trên trời giáng xuống, trên tay nắm một cây thiền trượng Phật quang lưu chuyển không ngừng, bảo vật này là cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Bảo vật này Diệu Đức Đại sư khi vừa đạt được chỉ là thượng phẩm tiên khí, bỏ ra tài liệu mời Vương Trường Sinh tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, uy lực tăng vọt. Hắn vung thiền trượng, đập về phía đầu hổ, hổ muốn tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm nó ở tại chỗ thiên trượng nện ở trên đầu hổ, đầu nó trên năm xẻ bảy, đổ máu tại chỗ. Diệu Đức Đại Sư cẩn thận, thanh âm rồn rập của Nam Cung Vân Diễm vang lên ở bên tai Diệu Đức Đại Sư. chương 6918, tiêu chạy trốn một. Lời này vừa dứt hư không xé rách ra, tiêu hiện ra, vùng lang nhà bổng đập về phía Diệu Đức Đại Sư. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, tốc độ lang nha bổng hạ xuống bị kiềm hãm, nhân cơ hội này, Diệu Đức Đại Sư vung thiền trượng ninh đón thiền trượng cùng lang nha bổng va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Úm mani bá mễ hồng, trong miệng rượu đức đại sư bay ra sáu chữ phù thật lớn Phật quang lưu chuyển không ngừng, đánh về phía tiêu. Đại lục tự chân ngôn, bí thuật đại la kim tiên mới có thể nắm giữ, lợi hại hơn nhiều so với tiểu lục tự chân ngôn. Sáu chữ phù thật lớn lục tục nện ở trên thân tiêu, tiêu bay ngược ra ngoài, bình yên vô sự. Nó thi triển thần thông cuồng bạo, mọi phương diện được tăng phúc, không thể sơ ý. Nam Cung Trường Thanh nhắc nhở, cùng là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, tiêu nắm giữ thần thông cuồng bạo thực lực càng mạnh hơn. Lão lừa chọc, người muốn chết, tiêu mắng, xài bước đi về phía diệu Đức Đại Sư. Đúng lúc này, một mảng hào quang màu đỏ sáng lên ở đỉnh đầu nó, chính là Vương Thanh Linh. Trên lưng Vương Thanh Linh có một đôi cánh chim màu đỏ, tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen, lướt qua thân thể tiêu, tiêu căn bản không chịu ảnh hưởng. Thần thông cuồng bạo lợi hại như vậy, Vương Thanh Linh kinh ngạc nói, Tiêu Há mồm phun ra một làn sóng âm vàng óng, lao thẳng đến Vương Thanh Linh. Sóng âm màu vàng còn chưa tới gần người, hư không phụ cận liền xuất hiện lượng lớn vết rách, tựa như sắp sụp đổ. Vương Thanh Linh nhíu chặt lông mày lá liễu, cảm giác màng tai đau đớn khó chịu, các loại thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, tốc độ của sóng âm màu vàng chậm lại. Một lỗ thủng thật lớn theo đó hiện lên, Vương Thanh Linh chui vào trong lỗ thủng, lỗ thủng khép lại, đây tự nhiên là Nam Cung Trường Thanh ra tay ngay sau đó hư không phụ cận nam cung trường thanh nổi lên một trận gợn sóng hiện ra một lỗ thủng vương thanh linh từ trong đó bay ra cẩn thận một chút thực lực của nó rất mạnh ta cũng chịu đau khổ nam cung trường thanh nhắc nhở hắn so đấu thân thể với tiêu cũng đấu không lại thần thông cuồng bạo tăng phúc quá mạnh rồi hổ tương đối dễ dàng thu thập hơn một chút một đánh một hổ không phải đối thủ của hắn dù sao nó chưa nắm giữ trí tôn pháp tắc chống lại tiêu mà nói nam cung trường thanh liền không phải đối thủ hắn chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ. Tiêu sải bước lao về phía diệu đức đại sư, vung lang nha bổng đập về phía diệu đức đại sư. Diệu đức đại sư vung thiền trượng Ninh đón, va chạm với lang nha bổng, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Tiêu há mồm phun ra một làn sóng âm vàng óng, ngoài thân diệu đức đại sư nở rộ Phật quang, một vòng sáng vàng óng quét ra, hai bên va chạm, đánh rách tả tơi hư không, mặt đất cũng sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Diệu đức đại sư từ trong khói bụi bay ra, ngoài thân bình yên vô sự, may mà hắn mời vương trường sinh tấn thăng thiền trượng thành cực phẩm tiên khí, bằng không không nhanh như vậy tiêu diệt được hổ. Tiêu một lần nữa lao tới, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt diệu đức đại sư. Đúng lúc này, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ hiện ra, giam cầm tiêu ở tại chỗ. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, muốn thoát khỏi khống chế. Cùng là đại la kim tiên sơ kỳ, nam cung trường thanh không vây được nó bao lâu, bằng không nam cung nguyệt thước cũng sẽ không bị giết giết. Kỳ quái là, một lần này, nó chưa thể thoát khỏi khống chế. Vương thú đã dám giết tới đây, cho rằng nam cung gia chúng ta rất dễ dàng nhào nặn. Một thanh âm nam tử lạnh lùng vô cùng vang lên, vừa dứt lời, nam cung đức trí từ trong hư không bay ra, vẻ mặt lạnh như băng. Lão Tổ Tông, Nguyệt Thước bị nó giết rồi, nam cung trường thanh nói, có truyền thừa bảng, nam cung Nguyệt Thước có thể sống lại, chẳng qua cần mấy ngàn vạn năm sau. Người nhanh như vậy đã trở lại, bộ lạc khác chi viện sát cáp nhĩ bộ lạc. Tiêu kinh ngạc nói, phản ứng đầu tiên của nó là bộ lạc khác chi viện sát cáp nhĩ bộ lạc, nam cung Đức trí không địch lại, chỉ có thể rút lui, dù sao Mi chính là nắm giữ thời gian pháp tắc, còn có tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, thực lực không phải hổ có thể so sánh. Hừ, mi đã bị chúng ta giải quyết, các người hẹn nhau giúp đỡ sát cáp nhĩ bộ lạc, kết quả chạy tới móc trộm nhà. Nam cung nước trí mặt mũi âm trầm nói, uông như yên siêu hồn đối với mi đạt được không ít tin tức quan trọng, sát Cáp nhĩ bộ lạc đã hẹn sẵn với ba nhĩ hổ bộ lạc cùng thiên cắt bộ lạc, lọt vào nam cung tiên tộc công kích, hai bộ lạc sẽ chi viện. Uông Như Yên lợi dụng thiên âm địch thúc dục âm pháp tắc, giết hỗn độn thú cùng ngụy tiên dưới đại la kim tiên, căn bản không có cơ hội cầu viện hai bộ lạc. Nam cung Đức trí không ngờ, ba nhĩ hổ bộ lạc sẽ nhân cơ hội tập kích thiên phượng thành. Cái gì, tiêu diệt mi rồi, không có khả năng, tiêu khó có thể tin. Phải biết rằng, đại tế ti sát Cáp nhĩ bộ lạc, thiên cát bộ lạc các bộ lạc đều là tiến hóa ba lần thả nắm giữ trí tôn pháp tắc, nếu là dễ dàng bị giết như vậy, những bộ lạc này đã sớm bị tiên nhân đánh tan, diệu đức đại sư có cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, hắn có thể tiêu diệt hổ còn có thể lý giải, nhưng nghi là tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. chương 6919, tiêu chạy trốn 2. Hỗn độn thú tu vi càng cao, số lần biến dị càng nhiều, hỗn độn chiến giáp phòng ngự càng mạnh. Cho dù Nam Cung Đức Trí có cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu diệt mi nha. Chẳng lẽ hắn có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo? Nam cung đức trí không giải thích, lấy ra một cây kéo thật lớn lóe ra hào quang màu bạc, lao thẳng đến tiêu. Cây kéo màu bạc đánh lên hỗn độn chiến giáp ngoài thân tiêu, chỉ lưu lại một vết cắt mờ nhạt, thần thông cuồng bạo cũng có thể tăng mạnh phòng ngự của hỗn độn chiến giáp. Đôi mắt tiêu biến thành đỏ như máu, lang nha bổng trong tay nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, ngoài thân sáng lên linh quang chín màu chói mắt dãy thoát trói buộc. Nó vung lang nha bổng màu đen đập về phía cây kéo màu bạc, cây kéo màu bạc bay ngược ra ngoài. Nó hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, tu vi nam cung đức trí tương đối cao, tiêu không có nắm chắc tất thắng, nếu là thanh liên tiên lữ lại chạy tới, nó chỉ sợ có phiêu lưu ngã xuống, 36 kế chuồn là thượng sách. Tay phải nam cung đức trí hướng về hư không chộp một cái, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, hút tiêu vào trong đó, chẳng qua rất nhanh, mảng hư không đó sụp đổ, tiêu thoát vây khốn nó thúc giục thần thông cuồng bạo đến mức tận cùng, một lòng chạy trốn mà nói, đối phương vẫn là rất khó lưu lại nó. Theo ta đuổi, đừng để nó chạy, Nam Cung Đức Trí phân phó, Nam Cung Trường Thanh, Vương Thanh Linh cùng Diệu Đức Đại Sư đuổi theo, đoàn người biến mất ở phía chân trời. Tiêu chạy rồi, hỗn độn thú cùng ngụy Tiên lưu lại ùn ùn tản ra chạy trốn, Nam Cung Vân Diễm chỉ huy tiên nhân tiêu diệt hỗn độn thú cùng ngụy Tiên, không một ai lọt lưới, tiêu diệt toàn bộ. Lưu Vân Tiên Tử cũng chạy tới. Diệp gia nhận được Vương gia và Nam cung tiên tộc cầu viện, nhưng Diệp gia chỉ có một vị đại la kim tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Vân Tiên tử tính chi viện Vương gia. Nội tình Vương gia nông cạn hơn so với Nam cung tiên tộc. Vương gia cầu viện, tình thế khẳng định rất nghiêm trọng. Nam cung tiên tộc nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Lưu Vân Tiên tử tính chi viện Vương gia trước, đánh đuổi hỗn độn thú công kích, lại đi chi viện Nam cung tiên tộc. Khi nàng chạy tới Thanh Liên Thành, chiến đấu đã kết thúc thanh liên thành vậy mà có hai khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, hai con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ rất nhanh đã bị tiêu diệt, Lưu Vân tiên tử chạy tới Thiên Phượng thành, không ngờ vẫn đã tới chậm một bước. Nam cung đạo hữu, hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ đều bị giết rồi sao? Lưu Vân tiên tử hỏi. Vương gia nhanh chóng giải quyết hai con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, theo nàng thấy, đại la kim tiên của Nam cung tiên tộc nhiều hơn, hẳn là cũng có thể giải quyết hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ. Không có, chỉ giết một con, Diệp tiên tử, người sao giờ mới chạy tới. Nam Cung Vân Diễm nghi hoặc nói, vạn Phật Thành có truyền tống trận trực thuộc, có thể đến thẳng Thiên Phượng Thành, mà Lưu Vân Thành cũng có truyền tống trận trực thuộc tới Thiên Phượng Thành. Diệu Đức Đại Sư chạy tới một đoạn thời gian rồi, Lưu Vân Tiên Tử mới chạy tới, thế này kỳ quái, chẳng lẽ Lưu Vân Tiên Tử vừa vặn ra ngoài? Ta cũng thu được vương gia cầu viện, nghĩ gia tộc các ngươi thực lực mạnh hơn, hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian, ta liền đi chi viện vương gia, lại đến chi viện các ngươi khi ta chạy tới thanh liên đảo vương tiên tử bọn họ đã giải quyết hai con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ ta liền tới đây không ngờ chiến đấu cũng đã kết thúc lưu vân tiên tử giải thích cái gì vương gia đã giải quyết hai con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ nam cùng vân diếm kinh ngạc nói phải biết rằng thanh liên tiên lữ là ra ngoài thực lực vương thanh linh mạnh như vậy vương gia có cực phẩm diệt tiên pháo lưu vân tiên tử giải thích vẻ mặt đầy hâm mộ cực phẩm diệt tiên pháo Nam Cung Vân Diễm ngoài sự kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Chín tòa thiên thành dưới trướng côn luân tiên đảo, thiên thành có được cực phẩm diệt tiên pháo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn liên tưởng đến trình độ luyện khí của nhất ngôn điện cùng Vương Trường Sinh, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Lấy Vương Trường Sinh luyện khí trình độ, chỉ cần cùng nhất ngôn điện mua đến luyện chế cực phẩm diệt tiên pháo trung tâm tài liệu, hẳn là có thể luyện chế ra cực phẩm diệt tiên pháo. Nam cung tiên tộc nếu có một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu có 8 khẩu 10 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, tiêu cũng không dễ dàng giết Nam Cung Nguyệt Thước như vậy. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách chạy tới, lúc bọn họ quay về Thanh Liên Thành, chiến đấu đã kết thúc, biết được Thiên Phượng Thành bị tập kích, bọn họ chạy tới chi viện. Nam Cung Đạo Hiếu, Thanh Linh Đường tỷ đâu? Vương Thanh Bách có chút khẩn trương hỏi, tiêu chính là Vương Thú, hắn lo lắng Vương Thanh Linh xảy ra chuyện. Lão Tổ Tông cùng bọn họ đuổi bắt tiêu, thần thông cuồng bạo rất lợi hại, tiêu được tăng phúc toàn diện. Vẻ mặt Nam Cung Vân Diễm đầy kiêng kỵ, hắn cũng là lần đầu tiên đối phó vương thú. Trước kia nghe người khác nói vương thú lợi hại thế này thế kia, rất nhiều đại la kim tiên lâu năm cũng đã ngã xuống, Nam Cung Vân Diễm còn không hiểu, tự mình đối phó vương thú rồi, mới biết vương thú đáng sợ.